chỉ thấy một thi thể toàn thân cháy đen khô quắt, bốc lên từng làn khói trắng, rơi từ trên không trung xuống dưới. Khi thi thể còn chưa chạm mặt đất, bị gió núi thổi qua, liền hóa thành bột mịn màu đen, bay lả tả. Thanh cử kiếm màu xanh kia dường như vì bị tiêu hao quá độ, tản ra hào quang, một lần nữa hóa thành 72 thanh phi kiếm, rơi xuống một chỗ trong sơn cốc phía dưới. Hai tháng sau, phía trên một tuyết cốc vô cùng vắng vẻ ở khu vực biên giới phía đông bắc dãy núi Trung Minh, một chàng thanh niên mặc trường bào màu xanh từ trên không trung từ từ hạ xuống tiến nhập vào trong sơn cốc người này thân hình cao lớn đôi mắt như sao dựa vào thần hồn liên hệ đuổi theo một mạch đến đây chính là hàn lập lúc trước bởi vì lo lắng hùng sơn âm thầm theo dõi gần một tháng sau khi trở lại động phủ hắn đều ở trong mật thất tu hành không rời đi nửa bước đúng như hắn dự liệu hùng sơn không bỏ qua bất kỳ một tia khả nghi nào thậm chí còn lặng yên phái người đến bên trong lãnh địa của hắn để theo dõi theo như hắn đoán, trên lãnh địa của mấy người còn lại thậm chí kể cả ma tà cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chẳng qua là tất cả mọi người, kể cả ma tà, chỉ sợ đối với việc này cũng chỉ có thể mắt nhắm, mắt mở. Nếu không ngược lại có khả năng biến thành khéo quá hóa vụng, làm cho đối phương càng thêm nghi ngờ. Đến khi xác nhận Hùng Sơn dần dần buông lỏng cảnh giác, hắn mới lặng lẽ ẩn nấp hành tung rời ngọn xích hà, bay một mạch truy tìm đến nơi này. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức lướt nhanh vào sâu trong sơn cốc, đi đến bên cạnh nơi cuối cốc là một hồ sâu xanh biếc thì ngừng lại ánh mắt của hắn đảo qua hồ sâu thấy mặt hồ nhìn như yên lặng nhưng kỳ thực có vô số kiếm khí rất nhỏ bơi lội trong đó mỗi khi có hòn đá vụn lăn xuống hoặc là cây gỗ lá cây khô bay vào trong đó lập tức sẽ bị xoắn thành nát bấy hàn lập biết thanh trúc phong vân kiếm đang ở trong hồ lập tức tâm niệm vừa động triệu hoán phi kiếm lên tiếng rung rầm rầm vang lên chỉ thấy mặt hồ vốn phẳng lì trong như gương lập tức bắt đầu cuồn cuộn lên như là nồi nước sôi. Âm thanh phụt phụt liên tiếp vang lên, 72 thanh phi kiếm liên tiếp từng thanh một từ trong hồ nước bay vút ra. Sau khi lượn một vòng ở giữa không trung, liền nhộn nhịp bay tới bên Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, miệng mỉm cười, thân hình không hề nhúc nhích. Chỉ thấy toàn thân các phi kiếm này lóe lên một chút quang mang màu xanh, như một đám trẻ nhỏ quay chung quanh hắn, vui sướng bay múa khắp nơi, phát ra từng trận run rẩy rất nhỏ. Rút cuộc, đã trở về xa cách từ lâu, nay gặp lại, Hàn lập thở dài một hơi, lúc này mới đưa tay vuốt ve từng cái phi kiếm, giống như là lần lượt kéo bạn cũ lại khoác vai. hắn cảm thụ được ở trên truyền đến khí tức có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lắm, trong nội tâm dâng trào cảm xúc. Bởi vì phi kiếm cắn nuốt kiếm nguyên tinh thuần của mấy trăm thanh phi kiếm thượng phẩm, khí tức bên trên tự nhiên được tăng lên một khoảng lớn. Tuy nhiên, xuất phát từ việc cân nhắc cẩn thận, Hàn lập cũng không lập tức dò xét huy năng hiện tại của kiếm này ngược lại còn thi triển bí thuật bắt đầu che đậy khí tức trên thân kiếm. Xác nhận sau này sẽ không bị người khác phát hiện ra manh mối, hắn mới trân trọng thu nhập từng thanh kiếm vào trong cơ thể. Nhớ năm đó, chẳng qua là bị cổ ma lấy đi hai thanh phi kiếm, thời điểm hắn một lần nữa đoạt lại cũng đã mừng rỡ dị thường. Hôm nay lấy lại 72 thanh phi kiếm bị thất lạc, trong lòng hắn vui mừng thế nào tất nhiên là không cần nhiều lời rồi. Về phần uy năng phi kiếm tăng lên một khoảng lớn, ngược lại coi như là nhân họa đắc phúc. Sau đó không lâu, Hàn Lập không làm kinh động bất cứ kẻ nào, lặng yên quay trở về ngọn xích hà. Vừa về đến động phủ, hắn liền bảo Mộng Vân Quy triệu tập tất cả mọi người tới. Bái kiến lệ trưởng lão, tại một đại sảnh nghị sự trong trạch viên, 10 người Mộng Vân Quy, tôn bất chính. Kho mình hành lễ, cùng hô lên, những năm này các người quản lý động phủ của ta ngăn nắp, sạch sẽ, bản thân cũng không ngừng tu luyện, xem như không phụ lòng ta. Vân Quy, những đan dược này ngươi cầm lấy, lát nữa phân phát cho mọi người. Hàn Lập đứng chắp tay nói, vừa dứt lời, tay áo hắn giơ lên, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, bay vào trong tay Mộng Vân Quy. Đó là một vòng tay chữ vơ tinh xảo, khéo léo. Đa tạ lệ trưởng lão thưởng hậu, đám người Mộng Vân Quy thấy vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ lần nữa. Hàn Lập tuy rằng thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng thường ban thưởng xuống không thiếu đan dược rất có ích đối với kết đan tu luyện khiến cho bọn chúng hôm nay ngoài tôn sùng ra, trong thâm tâm còn thêm cảm kích. Nhất là Mộng Vân Quy, lúc này đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đã chính thức trở thành một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Kể từ hôm nay, ta bắt đầu bế quan, ngọn xích hà cũng cần phong sơn một đoạn thời gian. Sau đây, ta sẽ mở tất cả cấm chế ra, không gặp bất cứ khách lạ nào. Hàn lập quét nhìn mọi người một lượt, phân phó. Đám người mộng vân quy nghe nói thế, trong nội tâm dùng mình, vội vàng đáp ứng. Những năm ta bế quan này, tôn bất chính, người mang theo mấy người, chịu trách nhiệm chăm sóc động phủ, hàn lập nhìn về phía tôn bất chính nói vâng lệ trưởng lão ngài yên tâm tiểu nhân nhất định dụng tâm làm việc tôn bất chính lập tức nói ra vân quy trong mọi người bây giờ tu vi của ngươi cao nhất ta giao cho ngươi một nhiệm vụ đi ra bên ngoài giúp ta tìm kiếm những hạt giống hoặc cây non linh thảo linh dược mới là hiếm thấy càng nhiều càng tốt không cần quá tính toán chi phí hàn lập lại phân phó mộng vân quy vâng mộng vân quy khẽ giật mình lập tức đáp ứng đây là một ít linh thạch còn có hai kiện pháp bảo ngươi lấy làm vật phòng thân khi làm xong chuyện này hai kiện pháp bảo này sẽ cho ngươi coi như ban thưởng hàn lập nói rồi lật tay lấy ra một kiện pháp khí chữ vật đưa cho mộng vân quy thần thức mộng vân quy tìm tòi trong pháp khí chữ vật trong mắt lập tức hiện lên vẻ vô cùng mừng rỡ trầm giọng nói đa tạ trưởng lão tiểu nhân nhất định dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ không phụ lòng kỳ vọng của ngài những người khác mắt thấy cảnh này trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ Pháp bảo trong pháp khí chữ vật kia nhất định không tầm thường, nếu không sẽ không khiến cho Mộng Vân Quy kích động như thế. Thực tế tôn bất chính vừa ao ước, vừa hối hận. Tu vi của gã bản đầu cao hơn Mộng Vân Quy một chút, nhưng mà những năm này Mộng Vân Quy liên tiếp đột phá, rồi vượt mặt, đã đột phá Nguyên Anh Kỳ trước gã. Nếu sớm biết chuyện hôm nay như vậy, những năm qua gã đã cố gắng khổ tu hơn, nói không chừng giờ phút này người được ban thưởng chính là gã. Đôi mắt to tròn của Mộng Thiền Thiền nhìn Hàn Lập không chấp, lộ ra chút vẻ chờ đợi. Hôm nay nàng mặc váy trắng tuyết, nhìn vô cùng thướt tha. Tốt rồi, các ngươi làm việc đi. Hàn lập cười, nhẹ gật đầu với mấy người, rồi quay người đi trở về động phủ. Cung kính lệ trưởng lão, mọi người không người, cùng nói. Khuôn mặt mộng thiền thiền từ từ trở nên trắng xám, mặc kệ mọi người không mình hành lễ. Chỉ nghe một tiếng rầm vang nhỏ, cửa lớn động phủ chậm chậm khép lại. Mấy người các ngươi đi theo ta, sau khi tôn bất chính chào mộng vân quy một tiếng, điểm việc mấy người, lập tức lù bù công việc. Mộng thiền thiền nhìn cửa đá đóng chặt, khẽ cắn môi, phiền muộn trong nội tâm không nói ra được. Thiền thiền, làm sao vậy? Mộng vân quy chứng kiến tâm tình muội muội xa sút đi tới hỏi. Không có gì, mộng thiền thiền nói một câu, lập tức cúi đầu, trong hai tròng mắt đã ngấn nước. Vừa rồi từ đầu đến cuối, Hàn Lập không liếc nhìn nàng lấy một cái. Ai, lệ trưởng lão và chúng ta không phải cùng một thế giới, ngươi hẳn là hiểu rõ mộng vân quy như thế nào lại không rõ tâm sự của em gái ruột khẽ thở dài mộng thiền thiền nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run rẩy nhưng lập tức nàng ngẩng đầu ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định mộng vân quy chứng kiến bộ dạng này của muội muội đành phải lắc đầu thở dài cô muội muội này ngoài mềm trong cứng luôn tự quyết định chuyện của mình dù y là ca ca cũng không thay đổi được có lẽ cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu mộng vân quy mỉm cười không nghĩ việc này nữa tập trung cân nhắc làm như thế nào để hoàn thành trách nhiệm mà Hàn Lập giao cho. Chân tiên lão giả tham niệm vong, Hàn Ma cần tính mọi sự phòng, chủ nhân, chúc kiếm vui sum hợp, bế quan sắp xếp, thiền muội mong, chương 214, sáu đạo. Không bao lâu, bên trên ngọn xích hạt sáng lên hào quang các màu, vòng này tiếp theo vòng kia, đại trận cấm chế đã mở ra, bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Làm xong việc này, Hàn Lập đi vào mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm mất đi mà tìm lại được đang được tiên linh lực tinh thuần bao trùm, dùng anh hỏa chậm chậm luyện hóa. Nhiều năm rời khỏi người hắn, cộng thêm việc hấp thu nhiều kiếm nguyên phi kiếm như vậy trong khu mộ thiên kiếm, uy năng tuy rằng tăng nhiều, nhưng linh tính bên trong lại có vẻ vô cùng hỗn tạp. Nếu là thúc dục luôn sợ là sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, hắn cần cẩn thận luyện hóa chúng một lần mới được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lật tay, cầm trường thiên bình đưa lên trước mắt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Bây giờ, về cơ bản hắn đã có thể vững tin bên trong trường thiên bình ẩn chứa pháp tắc thời gian rồi. Năm đó ở linh giới, sau khi hắn đạt được bình phỏng chế từ trên người mã lương, thông qua phương thức hợp nhất hai bình đã có thể hơi thúc giục trường thiên bình dùng để công kích. Nhưng hiện tại, từng trải qua 300 năm kịch biến, bình này không biết xảy ra biến cố gì, chính hắn thử nghiệm nhiều lần, rốt cuộc cũng không cách nào thúc giục được mảy may. Hàn Lập suy nghĩ một chút, tâm niệm thúc giục, trên người tỏa sáng kim quang. Chân ngôn Bảo Luân ở sau lưng hiện ra, hắn đánh ra một chiêu, chân ngôn Bảo Luân bay đến bên cạnh tay của hắn, ông ông xoay tròn rất nhanh. Từng vòng gợn sóng màu vàng nhịp nhàng tỏa ra, bao phủ trưởng Thiên Bình, có một tia thời gian lực mơ hồ không để ai biết chui vào trong đó. Trong lúc này, ánh mắt Hàn Lập không nhúc nhích, chăm chú nhìn trưởng Thiên Bình. Thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối, Bình này không có bất kỳ phản ứng gì. Hàn Lập hơi trầm ngâm, pháp quyết trong tay biến đổi chân ngôn bảo luân tỏa sáng hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một kim cầu nhỏ, theo sự điều khiển của hắn, vèo một tiếng chui vào bên trong bình nhỏ. thân trưởng thiên bình lóe lên tinh quang, hiện ra mấy dòng phù văn nhàn nhạt, nhưng sau một khắc lập tức biến mất, không tiếp tục có bất luận động tĩnh gì. lông mày Hàn lập cao lại, khẽ thở dài. hắn vốn muốn thông qua chân ngôn hóa luân kinh, công pháp tu luyện pháp tắc thời gian, mà chính hắn đã cô động ra chân ngôn bảo luân, điều khiển bình nhỏ một chút hoặc là có thể khiến cho bình này có chút biến hóa. Chẳng qua hiện nay xem ra dường như cũng không có tác dụng. Cũng có lẽ nguyên nhân chính là hiện tại hắn tu luyện công pháp này quá mức nông cạn. Hàn lập lắc đầu, gọi một con cử viên khôi lỗi đến, để cho nó tiếp tục ngưng tụ lục dịch, đổ vào linh dược trong lúc hắn bế quan. Về phần tinh hạt cần thiết cho hóa thân địa trích tu luyện, trong lúc rảnh rỗi khi bế quan chính hắn sẽ tự tiến hành cô động, bảo đảm cho hóa thân có thể tiếp tục luyện hóa trọng thủy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì liền đi tới một gian khác trong thạch thất hắn bày ra một trận pháp tụ linh cỡ nhỏ rồi đặt quả trứng khổng lồ lấy được từ chỗ phương bàn vào trung tâm trận pháp để cho linh khí chậm rãi tẩm bổ xem có thể ấp quả trứng này hay không sau khi an bài mọi việc thỏa đáng hàn lập lần nữa về mật thất nhắm mắt tĩnh tọa lần này tĩnh tọa chính là ba ngày ba đêm sau khi tâm tình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh hơn nữa mọi phương diện đều ở trạng thái tốt nhất kim quang nhàn nhạt từ ngoài thân tỏa ra lập tức tràn ngập cả mật thất giữa động phủ. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua hơn 3 năm. Trên đỉnh Xích Hà, thiên địa biến sắc, vô số mây đen hiện ra, thiên địa linh khí điên cuồng mãnh liệt hội tụ về phía động phủ. Ở trong động phủ, kim quang trên thân Hàn Lập sáng chói, trên bụng hiện ra ba quang điểm màu vàng vô cùng sáng ngời, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh. Hắn lần nữa đã thông thêm một tiên khiếu, giữa kim quang sáng chói, sau lưng của hắn hiện ra chân ngôn bảo luân, phía trên thình lình hiện ra sáu vòng đạo văn thời gian. Ông ông, chấn động pháp tắc thời gian vô cùng mạnh mẽ từ trên chân ngôn bảo luân lan ra. So với bốn vòng đạo văn thời gian trước kia thì lúc này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn lập mở to mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Lại đả thông thêm một tiên khiếu tuy đáng mừng, nhưng điều khiến hắn thực sự cao hứng chính là cho đến hôm nay hắn rút cuộc đã cô động ra sáu vòng đạo văn thời gian. Nếu là thường nhân tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, sau khi đả thông 12 tiên khiếu mới có thể đạt tới trình độ này. Dựa theo công pháp thuật lại, cổ động ra chân ngôn bảo luân có 6 vòng đạo văn thời gian, uy lực một lần tăng vọt, không thể đem lúc trước ra so sánh cùng. Hắn đứng lên, không thể chờ đợi được, muốn tự kiểm nghiệm uy lực thần thông một chút. Tâm niệm hàn lập vừa động, chân ngôn bảo luân nhanh chóng xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng lan ra xung quanh, nhưng chẳng qua là chỉ lan tràn ra trong khoảng cách 10 trường. Ưm, ừ xem ra chỉ cần vẫn ở tầng thứ nhất, mà kẻ tu luyện ra bao nhiêu đạo văn thời gian, phạm vi của chân ngôn bảo luân chỉ có 10 trường. Đột phá lên tầng thứ hai, có lẽ phạm vi mới có thể mở rộng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhắm mắt, cảm ứng. Trong phạm vi gợn sóng màu vàng bao phủ, mọi thứ đều trở nên chậm chạp. Lưu động trong không khí, chấn động trong thiên địa linh khí đều trở nên chậm chạp mà trước đó chưa từng thấy qua. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tầng lam quang, thiên địa linh khí trong tầm mắt lập tức rõ ràng gấp 10 lần. Giờ phút này, hắn quan sát thì hiện tượng chậm chạp này càng thêm rõ ràng. Thiên địa linh khí đủ mọi màu sắc kích động, phảng phất nước chảy va chạm, ập vào nhau, sau đó mỗi thứ lại tản ra. Hết thảy tất cả mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, mọi thứ xung quanh tuy rằng đều biến chậm, nhưng động tác của hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì, tương giao với xung quanh dường như tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi bình thường thân hình hắn nhoáng một cái sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng thân thể hắn đang trong quá trình di chuyển dẫn tới không khí chấn động thiên địa linh khí biến hóa cũng đều hiện ra rõ ràng trong mắt hắn khóe miệng hàn lập hơi nhếch lên lật tay vung lên một vòng chất lỏng màu đen hiện ra chính là một vòng nhỏ trọng thủy hắn cong ngón tay búng ra một tiếng bụp trọng thủy lập tức nổ tung hóa thành vô số giọt nước màu đen lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng giọt nước bắn tung tóe cũng chậm lại gấp đôi Từng giọt nước nhỏ như những viên bi đều có thể thấy được rõ ràng. Cánh tay Hàn Lập nhoáng một cái, hóa ra vô số ảo ảnh, dễ dàng cản tất cả các giọt nước lại, một lần nữa ngưng tụ thành một vòng trọng thủy. Gặp tình hình này, trong lòng của hắn khẽ động, khẽ đảo tay, thu vòng trọng thủy vào. Tuy rằng bên trong chân ngôn hóa luân kinh giảng giải hiệu quả của chân ngôn bảo luân vô cùng kỹ càng, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều thứ cần thử nghiệm mới có thể hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này. Sau một khắc, bàn tay Hàn Lập trong hư không nắm chặt Đùng đùng, vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra trong tay hắn. Chút hít hồ quang điện này không bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng chút nào. Hắn mở lòng bàn tay ra, mấy tia hồ quang điện màu bạc rời tay hắn bắn ra, vô cùng nhanh chóng đánh vào một vách tường trong mật thất. Trên vách tường mật thất hiện ra một lớp tinh quang màu trắng, chậm chạp lóe lên vài cái. Mấy tia hồ quang điện màu bạc trên vách tường lan ra, nhanh chóng chấp lên vài lần, rồi biến mất vô tung tinh quang chậm chạp và hồ quang điện màu bạc nhanh chóng tạo ra sự so sánh rõ ràng. Hàn lập nhẹ gật đầu, tuy rằng đã rời tay bắn ra, nhưng mà hồ quang điện màu bạc vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu công kích của hắn cũng bị trì hoãn, thì chân ngôn bảo luân này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn lại thử một lần với các loại thần niệm, thực thể pháp bảo công kích. Sau khi thấy chúng đều không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tâm niệm hàn lập vừa động, gọi cự viên khôi lỗi phía ngoài vào. Tiếng bước chân trầm trọng rình rình, cự viên khôi lỗi đi tới. Bị chân ngôn bảo luôn ảnh hưởng, âm thanh truyền đến sau khi hai chân khôi lỗi đạp đất cũng bị kéo dài gấp đôi, nghe có chút quái dị. Không bao lâu, cự viên khôi lỗi dừng lại ở bên ngoài phạm vi gợn sóng màu vàng. Công kích ta, Hàn Lập ra lệnh cho cự viên khôi lỗi. Vừa dứt lời, cự viên khôi lỗi lập tức há to miệng, bắn ra một cột sáng lôi điện màu lam to lớn, đồng thời nó nhấc năm ngón tay bắn ra năm tia hồ quang điện màu lam đánh tới hàn lập vài tia hồ quang điện tuy rằng uy lực công kích yếu nhưng mà tốc độ lôi điện vẫn vô cùng nhanh chóng nhưng mà chút hít lôi điện này vừa tiến vào gợn sóng màu vàng tốc độ lập tức chậm lại không chỉ là tốc độ phi hành mà cả lôi điện trên cột sáng và tia lửa trên hồ quang điện bắn ra đều chậm gấp đôi tuy rằng nói là chậm gấp đôi nghe có vẻ bình thường nhưng kỳ thực là cách biệt một trời một vực hàn lập bước một bước sang một bên cố ý không triển khai thân pháp. Vài tia hồ quang điện bay sát thân thể của hắn, đến y phục của hắn cũng không đụng chúng. Nội tâm hàn lập hưng phấn, lại để cho khôi lỗi thử các công kích khác. Trong phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân đều bị làm chậm lại gấp đôi. Hai tay của hắn nắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Liên tiếp thử nghiệm đã giúp hắn nắm giữ bảy tám phần về chân ngôn bảo luân. Trong đầu hắn cũng nghĩ ra vài cách sử dụng chân ngôn bảo luân, càng nghĩ càng kích động. Đã có thần thông này, chỉ cần vận dụng hợp lý thì dù là cao thủ chân tiên hậu kỳ cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập khẽ nhướng mày, thúc giục chân ngôn bảo luân không bao lâu, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngờ tiêu hao rất nhiều, xem ra thần thông này tuy rằng có uy năng không tầm thường, nhưng tiêu hao tiên linh lực thật sự là đáng sợ. Tuy nhiên, có hiệu quả đáng sợ như thế, tiêu hao tiên linh lực nhiều một chút cũng có thể chấp nhận được. Kim quang trên người hắn lóe lên, rồi tiêu tán, chân ngôn bảo luân cũng biến mất vào trong cơ thể. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, trước lúc tu luyện, hắn lại lệnh cho cử viên khôi lỗi cầm trưởng thiên bình tới, lần nữa thử dùng chân ngôn bảo luân thúc dục bình nhỏ, đáng tiếc tình huống vẫn giống lúc trước. Sau khi Hàn Lập cười khổ một tiếng, rất nhanh yên lặng, tự tĩnh lặng lại, rồi lần nữa tiến nhập bế quan trong tu luyện. Xuân qua đông tới, thời gian thấm thoát như thoi đưa, hơn 20 năm cảnh xuân tươi đẹp nhoáng một cái rồi trôi qua. Bên trên ngọn núi Xích Hà vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không có chút cảnh tượng nhiệt náo như các động phủ trên những ngọn núi khác. Hỏa chướng màu đỏ gần ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, khí hậu khôi phục như bình thường, trừ chỗ bị cấm chế bao trùm, các khu vực khác bị một lớp tuyết động rất dày bao trùm lên. Tuyết trắng mênh mông bát ngát, làm cho trong lòng người ta không khỏi khoan khoái. Chỉ tiếc cảnh đẹp như vậy, bên trên ngọn núi Xích Hà không người nào có tâm tư thưởng thức. Mấy người canh gác cũng đều mỗi người chịu trách nhiệm dò xét, chăm sóc một khu vực, những người khác đều ở chỗ của mình dành hết thời gian khổ tu bên trên một bãi đất trống phía sau ngọn xích hà mặt đất khắc họa một trận pháp có kích cỡ hơn 10 trượng khảm nạm từng khối tinh thạch màu đỏ chớp động lên hào quang giống như ngọn lửa ngồi ở trung tâm trận pháp là một thiếu nữ váy trắng chính là mộng thiền thiền từng luồng hào quang màu đỏ từ các nơi bên trên tinh thạch dâng lên hội tụ quanh người thiếu nữ váy trắng khiến cho bên ngoài thoạt nhìn như nàng đang khoanh chân ngồi bên trong ngọn lửa màu đỏ trên trán và thái dương của mộng thiền thiền ẩn hiện mồ hôi sắc mặt cũng bị ngọn lửa thiêu đốt có chút đỏ lên Đở Hồ đang tu luyện một loại bí thuật. Hơn 20 năm qua đi, dung mạo của cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà tu vi thình lình đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ, tiến triển cực nhanh, dù ở bên trong đệ tử ngoại môn của toàn bộ trúc Long đạo cũng có thể làm cho không ít người tấm tắc kêu kỳ lạ rồi. Hết thầy những điều này đương nhiên không thể tách rời những viên đan dược mà Hàn Lập ban thưởng và những khối linh thạch mà huynh trưởng Mộng Vân Quy của nàng trước khi ra ngoài để lại, nhưng cuối cùng cũng quan hệ tới việc nàng hôm nay kiên định một lòng hướng đạo. Nếu không như vậy, thì không cách nào chịu được kiếp sống tu luyện cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ này. chương 215, bầy khỉ lại tiên. Trong lúc mộng thiền thiền đang tu luyện, một tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, vang dội cả ngọn núi xích hà. Trong chốc lát, trên không trung chỗ động phủ của Hàn Lập, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ tạo thành một vòng xoáy linh khí mà mắt thường có thể thấy được. Mộng thiền thiền mở to mắt, nhìn về phía động phủ Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Loại tình huống này đã từng phát sinh trong vòng 30 năm qua, tuy rằng với tu vi của nàng hôm nay chưa thể biết rõ nó thể hiện việc gì, nhưng căn cứ vào suy đoán lén lút của đám người tôn bất chính, hẳn là dấu hiệu đột phá khi Lệ trưởng lão đang tu luyện tạo ra. Mọi người sớm đã quen thuộc với việc này, đương nhiên, Mộng Vân Quy đã ra lệnh cấm bàn tán, suy đoán, hơn nữa còn khuyên bảo tất cả mọi người không được phép để bất cứ sự tình gì xảy ra nơi đây bị lộ mảy may nào ra bên ngoài. Trong mật thất, kim quang sáng chói, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên bụng bảy điểm kim quang thiểm nhấp nháy. Mỗi một lần nhấp nháy giống như bảy cái miệng khổng lồ phun ra nuốt vào, hút một lượng lớn thiên địa linh khí xung quanh vào trong cơ thể, theo công pháp vận chuyển, dần dần chuyển hóa thành tiên linh lực tinh khiết. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí bây giờ nhanh hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Một viên luân màu vàng nhạt phía sau hắn chậm chậm xoay tròn, phía trên viên luân thình lình có tới 14 vòng đạo văn thời gian. Sau rất lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở mắt, lộ vẻ vui mừng. 20 năm khổ tu, với thế như trẻ tre, hắn một mạch liên tiếp đả thông 4 tiên khiếu. Trên dưới chỉ có mấy chục năm, hắn một hơi đả thông 7 tiên khiếu. Việc này nếu truyền ra ngoài thậm chí đến cả kim tiên cảnh cũng phải kinh động. Hắn đứng lên, trên người tỏa kim quang sáng rực, tâm niệm vừa động. Một viên luân màu vàng lập tức xuất hiện, phía trên thình lình hiện rõ 14 vòng đạo văn thời gian. 14 vòng đạo văn dung dinh, tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc thời gian cường đại cảm thụ được trên chân ngôn bảo luân ẩn chứa pháp tác lực cường đại, nội tâm Hàn Lập lại bị kích thích muốn kiểm tra uy năng nó một lần nữa. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Khi dị tượng trên bầu trời biến mất, Mộng Thiền Thiền hít một hơi thật sâu, rồi nhắm hai mắt lại, khoanh chân bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mỗi khi từng luồng hào quang hình ngọn lửa hội tụ, chui vào thân thể, thì gương mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên màu đỏ thẫm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, dường như có chút thống khổ. Nhưng vào lúc này, Bên cạnh trận pháp lóe lên, thân ảnh Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Hắn không nói hai lời, tay điểm ra, một tia hào quang lóe lên, rồi chui vào mi tâm của Mộng Thiền Thiền. Thân thể mềm mại của Mộng Thiền Thiền run lên, màu đỏ thấm trên mặt nhanh chóng biến mất. Nàng mở mắt ra, Lệ trưởng lão, nhìn thấy Hàn Lập đứng đó, Mộng Thiền Thiền vội vàng đứng lên, hành lễ. Khắc khổ tu luyện tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể truy cầu tinh tiến quá mức, tăng gánh nặng quá lớn cho cơ thể tu luyện thì phải hiểu đạo lý tốt quá hóa lốp, Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, hắn vừa rời động phủ không bao lâu thì phát hiện nàng này đang tu luyện giống như sắp bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên thuận tay giúp đỡ. Đúng, đa tạ lệ trưởng lão chỉ điểm, gương mặt mộng thiền thiền đỏ bừng, trong lòng miễn cưỡng bình tĩnh lại, cúi đầu nói. Xem ra nếu không có bất ngờ gì xảy ra, qua vài năm nữa ngươi cũng có thể ngưng kết nguyên anh. Đến lúc đó, ta sẽ an bài nhiệm vụ khác cho ngươi. Hàn lập nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất vô tung, để lại mấy câu nói đó trong không trung. Mộng thiền thiền nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, định nói gì nhưng sau một khắc lại ngẩn ra. Nàng vội vàng nhìn chung quanh, không còn thấy bóng dáng hàn lập đâu nữa. Trong một sơn cốc thuộc phạm vi của ngọn núi Xích Hà, một ánh sáng màu xanh từ trên trời phóng xuống, thân ảnh hàn lập đột nhiên xuất hiện. Sơn cốc này bốn bề toàn núi, ngăn cách gió lạnh, khí hậu cũng ấm áp. Trong cốc không có một chút tuyết động nào, khắp nơi đều xanh tươi, có rất nhiều hoa tươi màu hồng hoặc tím tô điểm. Một thác nước từ trên trời chảy xuống, giống như một cái đai ngọc màu trắng, chảy xuống mỏm đá của vách núi nhô ra, bắn nước ra tung tóe như vô số ngọc châu, sương mù hơi nước cuồn cuộn, từng làn hơi nước ẩm ướt tạt vào mặt. Bên cạnh thác nước là vài cây ăn quả, phía trên có rất nhiều quả đào màu vàng lúc liều. Một bầy khỉ khoảng chừng vài chục con, đang ở trên cây ăn quả, nhảy nhót chơi đua. Chúng kêu lên mấy tiếng chi, chi, nhìn thấy Hàn Lập cũng không hề sợ hãi. Hàn lập cười nhạt một tiếng, không để ý đến những con khỉ này trên người tỏa sáng kim quang. Một vòng chân môn bảo luân hiện ra, một lớp gợn sóng màu vàng lan ra, bao phủ xung quanh phạm vi mười trường. Một nửa cái thác nước cũng ở trong đó, trong chỗ gợn sóng bao phủ, tất cả mọi thứ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dòng nước mãnh liệt chảy xuống lập tức trở nên chậm chạp, giọt nước bắn ra, hơi nước cuồn cuộn cũng giống như vậy. Hơn nữa hiệu quả chậm chạp lần này so với trước càng thêm lợi hại, ước chừng chậm gấp ba lần thác nước đang cuộn cuộn chảy một nửa bị đông cứng lại chầm chậm rơi xuống tình trạng đối lập quá quỷ dị khiến cho người ta chấn động những con khỉ ở bên cạnh thấy tình trạng quỷ dị như vậy lập tức kinh hoàng trở nên vô cùng hỗn loạn có con khỉ hoảng sợ thét lên cũng có con lộ vẻ hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng kêu chi chi vào thời khắc này đột nhiên một con khỉ màu đỏ to hơn gấp đôi so với các con khỉ khác thoạt nhìn tựa hồ là hầu vương nó thét dài một tiếng vung cánh tay lên rồi nhảy tới phía xa. Các con khỉ khác lập tức đuổi theo, bỏ chạy về hướng xa. Hàn lập khẽ cau mày, giơ tay khẽ vẫy. Một con khỉ đang nhảy bỗng dừng lại, thân thể lập tức bay về hướng hàn lập. Con khỉ này lộ vẻ hoảng sợ, tay chân vung loạn xạ, vội kêu chi. Chi, giống như cầu cứu đồng bọn, các con khỉ khác thấy cảnh này, lập tức dừng lại, đều nhìn về phía hầu vương màu đỏ. Con mắt hầu vương sáng trong, hiển nhiên rất có linh tính, chuyển động vài cái, quay mình trở lại, chậm rãi đi đến phía Hàn Lập. Các con khỉ khác cũng đều an tĩnh lại, chậm rãi đi theo đằng sau. Con khỉ bị Hàn Lập hút trở lại rất nhanh rơi vào trong phạm vi bao phủ của gợn sóng màu vàng. Cánh tay đang vung múa lập tức bị chậm lại gấp 3 lần, tiếng kêu cũng bị kéo dài ra, nghe vô cùng quái dị. Con khỉ này vẫn hoảng sợ bất định nhưng lúc này lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nó cảm ứng được thời gian bị chậm lại. Hàn Lập thấy vậy, âm thầm gật đầu. Hắn bắt con khỉ này không phải là để vui đùa, mà là muốn quan sát vật sống bước vào phạm vi chân môn bảo luân để có cảm thụ cụ thể. Chi chi chi, đám khỉ kia lúc này đã đi tới, dưới sự chỉ huy của hầu vương đều nằm dạp xuống trên mặt đất, không ngừng quỳ lại hàn lập, sắc mặt hiện lên vẻ khẩn cầu. Không ngờ là một con khỉ thông linh, ta vô ý tổn thương tộc nhân của ngươi thôi, yên tâm đi. Hàn lập liếc nhìn con khỉ màu đỏ, khẽ gật đầu nói. Lập tức tay áo hắn khẽ cuốn, đưa con khỉ lúc nãy vào bên trong bầy khỉ bồng bình hạ xuống đất không bị tổn thương chút nào đồng thời một ngón tay đưa ra bắn ra một tia tinh quang màu xanh hóa thành mấy chục tia chui vào trong cơ thể của từng con khỉ sau khi ánh sáng màu xanh nhập vào cơ thể lập tức hóa thành dòng nước nóng chảy khắp xương cốt tứ chi khiến bọn khỉ vô cùng thoải mái không nói nên lời trên thân thể hầu vương màu đỏ đột nhiên hiện ra một tầng xích quang lóe lên vài cái rồi mới biến mất trong mắt hầu vương hiện ra vẻ ngây ngốc rồi lập tức khôi phục lại trong sáng, hơn nữa so với lúc trước càng trở nên có linh tính hơn. Lúc này, nó mang theo bầy khỉ, tất cả vội vàng sụp lại về phía Hàn Lập. Cảnh tượng bầy khỉ lại tiên trước thác nước thoạt nhìn cũng hơi đặc biệt. Hàn Lập không để ý tới bầy khỉ, lại thử phối hợp uy lực chân ngôn bảo luân một lần nữa, càng tỏ vẻ hài lòng. Nếu lúc này giao thủ với phương bàn, kẻ nắm giữ một tia pháp tắc tốc độ, hắn nhất định sẽ không phải chật vật như lúc trước, thậm chí còn có thể đơn giản đánh bại đối phương ở tiên giới, với uy lực của chân ngôn bảo luân này, cuối cùng hắn đã có một thủ đoạn lợi hại tự bảo vệ mình. Sau khi đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lúc lâu, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay tới đỉnh núi. Hầu Vương màu đỏ nhìn theo phương hướng Hàn Lập biến mất, xuất thần suy nghĩ. bây Khỉ nhìn đông xem tây xung quanh một hồi, cũng không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Hàn Lập rất nhanh về tới động phủ, tiếp tục bế quan. Trong nháy mắt, lại mấy năm qua đi, trong động phủ Hàn Lập khoanh chân ngồi, toàn thân kim quang lưu chuyển. Bảy tiên khiếu trên ngực bụng lập lòe bất định, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí ở xung quanh. Sau rất lâu, hắn chậm rãi mở mắt, kim quang trên người lóe lên, rồi thu lại. Hắn hơi nhíu mày lại, từ khi đã thông bảy tiên khiếu, về sau tốc độ tu luyện của hắn bỗng nhiên giảm mạnh, thoáng cái chậm hơn rất nhiều. Kỳ thật tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải quá chậm, tính ra nếu so với tốc độ của chân tiên khác thì nhanh hơn nhiều chẳng qua là thói quen lúc trước tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh lúc này đây thoáng cái trở nên chậm lại hắn có chút chưa quen hàn lập đứng dậy hai tay chắp sau lưng thong thả cất bước đi lại trong động phủ dường như đang suy nghĩ điều gì sau một lát hắn bỗng nhiên đứng lại dường như như là đã có quyết định liền đi ra bên ngoài nếu trong lúc bình thường dùng tốc độ tu luyện bình thường để tu luyện cũng không có vấn đề gì nhưng hiện tại tình cảnh của hàn lập không thể nói là an toàn được tuy rằng phương bàn đã chết nhưng mà sau lưng y chính là một nhân vật thần bí, cũng không biết khi nào kẻ đó sẽ xuất hiện. Hiện tại dù đã thu hồi được Thanh trúc phong vân kiếm, cũng tốn nhiều năm xóa đi những kiếm linh khác hỗn tạp bên trong, ngoài ra thực lực đại tiến, lại có thần thông chân ngôn bảo luân bên người, nhưng hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối phó kẻ đó. Bây giờ chưa phải lúc có thể yên tâm, cần mau chóng tăng cường thực lực, tốc độ tu luyện cũng phải nhanh hơn. Nếu nói đến phương pháp tăng tốc độ tu luyện, thì tất nhiên, đầu tiên phải là đan dược. Lúc trước bởi vì tu luyện tiên khiếu tiến triển thần tốc, hắn một mực không để ý đến đan dược. Xem ra hiện tại là thời điểm hắn ra ngoài tìm một ít đan dược thích hợp cho mình. Dù sao trong những năm bế quan, hắn cũng đã tùy thời thúc giục ra một đám linh dược vạn năm trở lên. Hơn nữa, từ khi nhập môn đến nay, bế quan tu luyện đã mấy chục năm, cũng đến lúc Hàn Lập phải hoàn thành ba nhiệm vụ trong trăm năm rồi. Uinh uinh rầm rầm, trận pháp cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn núi xích hà phát ra thanh âm nặng nề, rồi chậm rãi biến mất hào quang các màu đan vào nhau, lập lè, rất là sáng lạn. Đám người tôn bất chính nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ tới điều gì, đều tập trung đến trước động phủ Hàn Lập. Cửa lớn của động phủ từ từ mở ra, Hàn Lập từ bên trong chậm rãi đi ra. Cung nghênh trưởng lão xuất quan, chín người xếp thành một dãy cùng hô lớn, Mộng Vân Quy vẫn chưa về à. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua mọi người, hỏi, hôm nay trong chín người, Tôn Bất Chính dĩ nhiên đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, mà Mộng Thiền Thiền cũng đồng dạng trở thành một nữ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, phần lớn những người còn lại có tu vi cũng đến kết đan hậu kỳ, nhưng cũng chưa ai đạt đến Nguyên Anh kỳ. Ngắn ngủn mấy chục năm, trong 10 người có 3 người ngưng kết Nguyên Anh thành công. Tốc độ này tại Trúc Long Đạo cũng không tính là chậm, nhất là Mộng Thiền Thiền. Nàng này dường như còn nhanh hơn huynh trưởng một chút, khởi bẩm trưởng lão, Mộng Vân quy phụng mệnh ra ngoài, đến nay chưa về. Tôn Bất Chính nói trên mặt mộng thiền thiền hiện ra một chút lo lắng hàn lập nhíu mày tu vi mộng vân quy không cao hy vọng ra ngoài không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính hắn lúc trước ban cho y hai kiện pháp bảo hộ thân còn có thân phận của hắn thì chỉ cần không rời ra khỏi phạm vi thế lực của trúc long đạo có lẽ sẽ không có việc gì những năm này các ngươi trông coi động phủ có chút vất vả những đan dược này xem như là phần thưởng hắn vung tay lên chín mình đan dược rơi trước mặt mọi người tạ trưởng lão ban ân Đám người tôn bất chính vô cùng mừng rỡ, thu hồi bình đan dược, kho mình hành lễ. chương 216 tiếng chuông vang lên, phong sơn đến nay chấm dứt, những linh miền trong lãnh địa lúc trước vẫn còn hoang phế. Tôn bất chính, từ nay về sau, ngươi và một vài người bắt tay vào quản lý những linh miền này đi. Hàn lập suy nghĩ một chút, rồi phân phó. Vâng, không biết lệ trưởng lão dự định sẽ gieo trồng những loại linh thảo nào. Tôn bất chính lên tiếng hỏi các ngươi hãy cải tạo mở rộng những linh điền hoang phế này trước, còn những thứ khác tự ta sắp xếp sau. Hàn lập nói, mọi người lập tức đáp ứng, rồi định quay người lui ra. Thiền thiền, người đi theo ta một lát, Hàn lập bỗng nhiên mở miệng, sau đó xoay người đi vào động phủ. Vâng, mộng thiền thiền hơi ngẩn ra, rồi trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng đi theo, trên người vang lên vô số tiếng len keng trong trẻo. Không bao lâu sau, hai người xuất hiện bên trong căn phòng đá trong động phủ của Hàn Lập. Trong căn phòng đá có một trận pháp tụ linh nhỏ bé, lớn chừng ba trượng khiến cho thiên địa linh khí bên trong phòng cực kỳ dồi dào. Ở trung tâm trận pháp có một quả trứng lớn màu trắng đang nằm yên. Mộng thiền thiền vừa bước vào căn phòng đá, vẫn còn vẻ hưng phấn xen lẫn tò mò nhưng sau khi nhìn thấy quả trứng khổng lồ màu trắng thì đôi mắt đẹp liền bị hấp dẫn ngay. Trải qua hơn 30 năm chăm sóc, sức sống của quả trứng này ngày càng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nở thiếu nữ mấp máy môi như muốn hỏi gì đó nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của huynh trưởng thì vội vàng ngậm miệng lại lặng lặng đứng đợi ở một bên đợi hàn lập phân phó thiền thiền nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là thay ta nghĩ biện pháp ấp nở quả trứng này ngươi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính bây giờ đã ngưng tụ thành công nguyên anh chắc có trợ giúp hữu ích hiện tại ngươi có thể tự do ra vào động phủ và căn phòng này nhớ kỹ chuyện này không được phép nói cho người ngoài cho dù là huynh trưởng của ngươi cũng không được hiểu chưa hàn lập nhìn quả trứng khổng lồ màu trắng hồi lâu mới mở miệng phân phó vừa dứt lời hắn liền vung tay áo lên một thẻ ngọc và vòng tay chữ vật đã rơi vào trong tay mộng thiền thiền vâng thiền thiền sẽ giữ kín tuyệt đối đem toàn lực hoàn thành nhiệm vụ lệ trưởng lão phân công mộng thiền thiền hai tay đang nâng thẻ ngọc và vòng tay chữ vật vội vàng đáp hàn lập nhẹ gật đầu sau đó liền rời khỏi động phủ đi xuống dưới chân núi sau một lát hắn xuất hiện tại hỏa mạch dưới mặt đất trong động đá vôi nơi này so với mấy chục năm trước không khí ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí đã ổn định hơn không ít nhưng vẫn cực kỳ nóng khiến không trung như đang bị thiêu đốt phía trên mặt hồ cuồn cuộn nham tương chiếc kén lớn màu đỏ hiện lên những dáng mây màu đỏ lưu chuyển trên bề mặt phồng lên co lại nhịp nhàng nhưng vẫn không ngừng cắn nuốt hỏa diễm lực xung quanh hàn lập thả ra thần thức cảm ứng tinh viêm hỏa điều bên trong trên mặt hiện lên vẻ vui mừng hấp thu nhiều viêm hỏa lực tinh thuần trong lòng đất nhiều năm như vậy khiến tinh viêm hỏa điều khôi phục không ít tin tưởng chỉ cần đủ thời gian nghỉ ngơi thì uy năng và linh tính của nó cũng không phải là không thể tăng thêm vài phần. Tựa hồ cảm ứng được Hàn Lập đến gần, bên trong cái kén lớn phát ra tiếng kêu lành lót, rồi nhẹ lắc lư vài cái. Ngươi hãy ở chỗ nãy khôi phục, không cần vội vã ra ngoài. Hàn Lập mỉm cười nói, lời nói của hắn đúng là có tác dụng, kén lớn lại yên tĩnh trở lại. Hàn Lập nhìn kén lớn một lát, rồi định quay người rời đi. Đúng lúc này, phía dưới hang động lại kịch liệt lắc lư một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ, không thể diễn tả từ dưới nền đất bung ra, cuồn cuộn tràn ra giống như thủy triều. Đỉnh động quật mãnh liệt lắc lư, vô số đá vụn màu đỏ rơi xuống như mưa. Mặc dù với tu vi của Hàn Lập hiện giờ cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ này làm cho khiếp sợ, khiến sắc mặt hắn hơi đổi. Sau một khắc, dị biến lại xảy ra, keng, chỉ nghe một tiếng đinh tia nhức óc, phảng phất giống như một tiếng chuông khổng lồ từ sâu trong lòng đất truyền đến. Động quật dưới mặt đất kịch liệt chấn động, hồ dung nham trong động dâng lên một con sóng lớn cao vài chục trượng khiến nham tương nóng bỏng bắn ra bốn phía kén lớn lơ lửng trên không trung cũng lắc lư vài cái rồi lập tức khôi phục yên tĩnh đây là hàn lập lập tức nhớ lại lời đồn đại về dãy núi trung minh nghe nói nơi đây thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng nổ mạnh kỳ quái giống như tiếng chuông vang nên mới có tên như vậy hắn đi vào chúc lòng đạo nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa nghe thấy địa để trung minh không thể tin được hôm nay hắn lại trùng hợp nghe được quả giống như lời đồn đại. Chẳng qua lực lượng truyền ra từ dưới mặt đất tựa hồ không giống như chấn động của vỏ trái đất. Hàn lập nhíu mày suy nghĩ rồi lại cười cười, lắc đầu. Cho dù duyên cớ là gì thì những việc này không liên quan tới hắn, hắn còn nhiều việc đau đầu hơn cần giải quyết. Hàn lập lướt nhìn kén lớn, rồi quay người đi ra ngoài. Hắn vừa bước thì bỗng quay người lại nhanh như chớp, lam quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Bởi vì hắn quay người quá nhanh khiến không khí vang lên tiếng vang sột soạt ánh mắt hắn lấp lánh nhìn chằm chằm vào hồ dung nham trước mặt mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng hắn cũng đã nhìn thấy dưới đáy hồ dung nham có hình ảnh một cái bóng màu đỏ cực lớn lóe lên bóng đỏ giống như phần đuôi của thứ gì đó lóe lên một cái rồi biến mất ngay tốc độ nhanh kinh người sắc mặt hàn lập biến thành ngưng trọng từ lúc phát hiện ra manh mối thần thức của hắn cũng tràn ra nhưng không thể phát hiện được tung tích bóng đỏ kia giờ phút này các loại khí thức dưới lòng đất cực kỳ lộn xộn ảnh hưởng lớn đến phạm vi cảm ứng thần thức của hắn đó là vật gì trong lòng hàn lập tràn ngập điểm khả nghi hắn đứng nguyên tại chỗ rất lâu rồi mời ngẩng đầu nhìn xung quanh khóe miệng mỉm cười xem ra dãy núi trung minh này còn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng nhưng mặc dù có dị thường gì thì với tinh viêm hỏa điều mà nói cũng không tạo thành uy hiếp hàn lập nghĩ vậy liền xoay người đi ra khỏi động quật mấy canh giờ sau tại điện thái huyền trên đỉnh núi kinh vân bên trong đại điện trước hai vách đá màu xanh và màu trắng có đầy các vị trưởng lão và đệ tử đứng chen chúc. Ai ai cũng ngửa cổ nhìn quanh vách đá, muốn chọn nhiệm vụ thích hợp cho mình. Còn tại vách đá màu vàng khói phía sau đại điện lại không có huyên náo như vậy. Chỉ có vẻn vẹn mấy tên tu sĩ chân tiên cảnh đứng, nhíu màu khó chịu, rồi nhìn vách đá thở dài. Muốn tìm nhiệm vụ nhẹ nhàng mà nhiều tiền sao lại khó khăn như vậy. Một lão già dâu bạc trắng, mặc trang phục trưởng lão, than thở vài câu, rồi phất tay áo rời đi một thanh niên khác cũng mặc trang phục trưởng lão đi lướt qua lão ta rồi dừng lại phía trước vách đá đúng là hàn lập hắn ngửa đầu nhìn vách đá từ trên xuống cũng giống như những người khác lông mày dần dần cao lại những nhiệm vụ ghi trên vách đá này không phải ban thưởng không xứng với độ khó mà chính là tốn quá nhiều thời gian cũng khó trách những trưởng lão chân tiên cảnh kia đều lắc đầu than thở không dứt đương nhiên trong số đó dễ thấy nhất chính là tu luyện chân môn hóa luân kinh đến tầng thứ hai nhưng lúc này một tiếng kêu nhỏ từ phía sau lưng hắn chuyển đến. Ô, không phải là lệ huynh đây sao? Hàn lập nghe vậy, liền quay lại nhìn, hai thân ảnh quen thuộc sánh vai đi tới. Đại hán dâu quai nón mở miệng nói chuyện chính là trưởng lão nội môn họ nam tham dự khảo nghiệm nhiệm vụ của Hùng Sơn cùng với hắn. Ha ha, hóa ra là nam huynh, lư huynh, lâu ngày không gặp, hàn lập chắp tay thi lễ với hai người một cái. Đúng vậy, vài ngày trước nghe kỳ huynh nói đạo hữu còn đang bế quan. Không ngờ hôm nay đã xuất quan rồi, Đại hán dâu quai nón cúi chào lại, vừa cười vừa nói. Lệ huynh, người đúng là rất chịu khó nhưng có hơi quá rồi đấy. Mới xuất quan không nghỉ ngơi mấy ngày mà đã lập tức đến đây nhận nhiệm vụ. Trưởng lão họ lư cũng chắp tay chào, trêu đùa. Cũng vì kỳ hạn nhiệm vụ chấp sự thông thường của tông môn sắp hết, ta mới đến đây nhận nhiệm vụ, rồi mau chóng hoàn thành để tránh sai sót. Hàn lập lắc đầu nói, kết quả hai người kia nghe xong liền liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tia quái dị. Khục khục, lệ huynh, Người thực muốn làm ba nhiệm vụ loại này. Đại hán dâu quai nón ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Đúng vậy, thời điểm lúc nhập môn đã chọn như vậy. Thế nhưng có gì không ổn sao? Hàn lập nhìn thấy thần sắc kỳ quái đó, nghi ngờ hỏi. Cái này, tông môn ban hành nhiệm vụ chấp sự thông thường tuy rằng luôn luôn ban thưởng không tệ nhưng điều kiện đạt được từ trước đến nay đều rất ngặt nghèo. Muốn hoàn thành cũng không dễ, không phải là tốn thời gian, hao lực mà chính là mạo hiểm không nhỏ đâu. Đại hán dâu quai nón giải thích, đúng vậy, cách này kém xa việc trong thời gian nghìn năm, ung dung đảm nhiệm nhiệm vụ chấp sự trăm năm. Dù sao nhiệm vụ chấp sự thông thường được phân phát còn tùy thuộc vận khí, bên trên sắp xếp nhiệm vụ gì thì phải tiếp nhiệm vụ đó, không thể thay đổi. Theo ý kiến của Lư Mỗ thì chẳng bằng ở chỗ này tiếp nhận mấy nhiệm vụ, kiếm đủ điểm công trạng để thay thế. Lư trưởng lão bổ sung, thì ra là thế, đa tạ hai vị đạo hữu chỉ bảo, hôm nay trên vách đá này tạm thời chưa có nhiệm vụ nào thích hợp, Tại hạ trước tiên đi xem tình huống tiếp theo, rồi sẽ cân nhắc sau. Chỉ là tại hạ còn không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi nào. Hàn lập khẽ thở dài, lập tức hỏi, nếu như thế, chúng ta cũng không khuyên nhiều nữa. Đằng sau điện Thái Huyền ở phía bên trái có một phòng thiên điện, Lệ Huynh đi vào trong đó là nhận được. Đại Hán dâu quai nón mở miệng nói, đa tạ, Lệ Mỗ đi luôn. Hàn lập chắp tay hướng hai người, rồi quay người rời đi. Hắn đi qua vách đá màu vàng khói rộng lớn trước mặt, rồi men theo một con đường từ trong điện đi ra bên ngoài tới đằng sau điện thái huyền nhìn sang phía cạnh bên trái quả nhiên thấy được lối vào thiên điện hắn ngẩng đầu nhìn cửa điện khép một nửa rồi đi tới nhẹ nhàng đẩy ra tiến vào trong điện diện tích thiên điện không lớn tranh lệch không nhiều so với phòng khách trong vườn nhỏ của hàn lập trên mái nhà còn mở một cái giếng trời giờ phút này đang có chùm tia sáng mặt trời rủ xuống chiếu rọi vào bồn hoa đặt bên góc phải trên bàn trà bằng gỗ lim Cây hoa trong bồn này cao chừng nửa xích, giống như cây tùng cổ. Toàn thân cây óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, lóng lánh. Từng đường màu vàng kéo dài từ gốc đến mỗi chạc cây lóe lên từng điểm sáng lấp lánh như những ngôi sao. Hàn lập quan sát thấy cây này có linh khí giạt rào, lại giống như một cây linh dược có linh tính. Chỉ đáng tiếc rằng, cây linh dược này hắn không nhận ra, mà phương pháp trồng kiểu này hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời không thể rời mắt đi được. chương 217, Lão Đầu Lôi Thôi Thấy thế nào, ngay tại thời điểm Hàn Lập nhìn hơi nhập thần, một giọng nói có chút cổ quái từ phía sau bàn trà gỗ lim truyền đến. Hàn Lập nghe vậy, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bàn trà là một cái ghế bành, trên mặt ghế rộng lớn là một vị lão giả đầu đội mũ hoa sen, thân mang đạo bào cũ kỹ màu xám trắng, đang lười biếng ngồi trên. Vị này tóc xám trắng, sợi tóc lộn xộn, mũi ửng đỏ, nhìn thế nào đều cảm thấy có chút lôi thôi lếch thích. Tại hai bên đai lưng còn treo hai cái hồ lô không lớn không nhỏ một cái màu trắng bạc một cái màu đỏ son phía trên đều khắc rõ những đường vân phù văn phức tạp nhìn rất là bất phàm đẹp hàn lập khẽ động miệng trả lời có so với những tiên tử ngực lớn mông lớn ngoài kia được không lão giả hừ một tiếng ngồi thẳng người thêm chút ít nói thêm hàn lập thoáng sửng sốt tại nhất thời có chút ít không biết nên nói gì lão giả trước mắt này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái bất quá hắn nếu như ngồi ở chỗ này vậy liền nên là chấp sự trưởng lão ở đây thế nhưng trên người hắn lại không mặc nội môn trưởng lão phục sức mà nhìn chậu linh dược trên bàn kia cùng hai quả hồ lô trên người như thế nào cũng không giống thứ mà người tầm thường có khả năng có được điều làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nhất là khí tức trên thân người này hết sức cổ quái hắn mới lấy thần thức thông thường thăm dò vậy mà cảm giác không ra tu vi cảnh giới cụ thể của người này tiền bối xin chớ trêu đùa tại hạ tại hạ đến chính là để nhận nhiệm vụ thường kỳ của chấp sự vậy hàn lập chắp tay mở miệng nói nếu như đã nhìn không ra đối phương sâu cạn hắn cảm thấy lấy lễ nghi tiền bối đối đãi sẽ ổn hơn lão giả kia giống như không nghe thấy hàn lập tự nhiên lầm bầm một câu công việc này thật là làm khô người mà nhàm chán muốn chết hay là trồng chút ít hoa cỏ cho có thêm ý tứ chỉ thấy cơ thể lão giả nghiêng về phía trước liền từ bên hông gỡ xuống hồ lô trắng bạc rồi ba một cái mở ra nút lọ chống miệng hồ lô lập tức một cỗ hương vị tràn ngập mùi mật hoa liền phủ đầy toàn bộ thiên điện. Hàn lập ngửi được cái mùi này, lập tức đôi mắt sáng ngời. Bên trong hồ lô màu trắng bạc dường như là một loại linh dịch điều phối cấp bậc hậu thiên. Lão giả liếc mắt thoáng nhìn phản ứng của Hàn lập, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nét cười đắc ý. Hắn đem hồ lô nâng tới, chậm rãi nghiêng miệng hồ lô xuống. Theo đó là một gió chất lỏng màu vàng nhà từng ly từng tí hiện ra, cẩn thận nhỏ xuống gốc linh thảo trong bồn hoa chỉ thấy ánh sáng vàng phía trên bồn hoa bỗng nhiên lóe lên, lấm tấm hào quang màu vàng kim như là chất lỏng, từ gốc rễ chậm rãi mà lên, một mực chảy đến từng chạc cây, từng gân lá hình lá thông cuối cùng. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, ánh sáng vàng mới dần dần biến mất không thấy. Lão giả thấy vậy, gật gật đầu thỏa mãn, liền đem hồ lô màu trắng bạc treo trở về bên hông, một bên lại đem hồ lô đỏ son lấy xuống. Hàn Lập vốn cho là hắn còn muốn dùng đến một loại linh dịch khác kết quả lão giả chậm rãi dựa về phía sau, bật nắp hồ lô ra, trực tiếp đem miệng hồ lô lên môi, tu ứng ực. Một mùi càng nồng nặc hơn lập tức đầy tràn toàn bộ đại điện, liền che phủ hoàn toàn mùi thơm của linh dịch lúc trước. Cực kỳ hiển nhiên, quả hồ lô này bên trong không hề chứa cái gì linh dịch, mà chính là một loại rượu thơm ngon không gì sánh được. Hàn Lập thấy cảnh này, chợt cảm thấy cứng họng, liền đưa ánh mắt quay qua đánh giá chậu linh dược kia. Lão giả tới lúc đã no rượu, đưa tay lau miệng cái mũi trước kia cũng có chút ửng đỏ liền càng phát đỏ lên hắn liếc qua hàn lập thấy tên này đối với chậu linh dược của mình rất có hứng thú bộ dạng liền như nhìn thế nào cũng không đủ trong lòng lại càng đắc ý hắn làm sao có thể nghĩ tới hàn lập giờ phút này đã bắt đầu tính toán như thế nào đem loại kỹ thuật này đoạt tới tay đến lúc đó hắn cũng không cần đem linh dược quý hiếm gieo trồng tại trong dược viên mà liền trực tiếp trồng tại trong mật thất của mình là xong tiểu tử theo như sắp xếp trong sổ công vụ nhiệm vụ dành cho ngươi là phải đi tới đảo Vân Hồ, nằm ở khu vực hải ngoại phía đông của cổ vân đại lục. Ở trên đảo, người phải tìm được sào huyệt của một đầu thận nguyên thú, đem một bộ linh xác do nó lột ra mang về. Lão giả không biết từ đâu lấy ra một quyển sách màu xanh dày cộp, lật đến một trang, ngón tay dò lên trên rồi từng chữ từng câu nói ra. Chỉ là thu hồi linh xác mà thôi. Hàn lập nghe vậy, hơi ngẩn ra, hắc hắc, tiểu tử, cũng đừng coi thường đầu thận nguyên thú này. Theo ta được biết, Kỳ thật thực lực nó đã đạt đến chân tiên cảnh trung kỳ, muốn lẻn vào sào huyệt của nó ăn cắp linh xác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lão giả trừng mắt nhìn Hàn Lập, nói ra, tiền bối nhắc nhở chuẩn xác là tại hạ lỗ mãng rồi. Không biết liệu tiền bối có ở đây những tin tức khác liên quan tới con thú này. Hàn Lập trong lòng hơi động, vội vàng nói, thấy tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, và lại đối đãi lão phu cũng đầy đủ lễ nghi, lão phu liền nhắc nhở ngươi một câu. Con thú này quanh năm bế quan không xuất hiện, nhưng cứ mỗi 10 năm sẽ có 7 ngày rời khỏi sao huyệt đi các nơi gây sóng gió, lúc này ngươi liền có cơ hội lẻn vào lấy ra linh xác của nó rồi. Nếu mà vận khí không tốt, ngươi phải chờ lâu tới mấy năm cũng được, đừng nên lỗ mãng xông vào mà không công đánh mất mạng nhỏ. Lão giả nhìn Hàn Lập một chút, gật gù đắc y nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Hàn Lập nói ra, nhiệm vụ này vụ bảo khó không khó, bảo đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần có chút kiên nhẫn thì tự nhiên cũng không có gì mạo hiểm. Tông môn cho ban thưởng là 200 điểm công lao. Sau khi hoàn thành, liền tới nơi này nhận lấy. Lão giả lại liếc mắt nhìn sổ công vụ, tiếp tục nói. Hàn lập lên tiếng về sau, liền đem lệnh bài trưởng lão của mình đưa tới. Sau khi nhận nhiệm vụ cùng thu thập địa đồ cùng tình báo liên quan, hắn liền cáo từ một tiếng, rời đi thiên điện. Dừng lại trên thái huyền điện, Hàn lập suy nghĩ một chút, liền quyết định lập tức khởi hành tiến về vân hồ đảo. Đây cũng không phải hắn tự cao tu vi mà có chỗ khinh thường, hay là nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Chẳng qua là hắn căn bản không biết rõ đầu thận nguyên thú này lúc nào sẽ rời khỏi xào huyệt. Lỡ may hắn chỉ hoãn đi trễ mấy ngày, vừa gặp đúng lúc yêu thú kia vừa mới trở lại xào huyệt, thì hắn chẳng phải là phải đợi thêm 10 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi hả? Vì vậy hay vẫn là tới nơi cho sớm, để không bỏ qua cơ hội tốt nhất. Vừa nghĩ tới đây, Hàn lập lập tức đi tới quảng trường lâm truyền điện, dùng truyền tống trận, đi tới núi Vọng Hải, phía đông của Trung Minh Sơn Mạch. Ngọn núi này nằm ở biên giới phía đông của Trung Minh Sơn Mạch, là khu vực xa nhất Hàn Lập hiện có thể truyền tống tới. Đứng tại đỉnh ngọn núi này nhìn ra hướng đông, lấy thị lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy ở xa tận cùng là một đường nhỏ như sợi chỉ đen, chính là đông lưu hải vực giáp danh với Trung Minh Sơn Mạch. Mục tiêu của Hàn Lập lần này ở Vân Hồ Đảo, một trong ngàn vạn hải đảo của đông lưu hải vực này. Hắn lấy ra một phần bản đồ đường đi hải vực, có được từ chỗ từ chỗ lão giả lôi thôi, cẩn thận tra xét hồi lâu, rồi thân hình bùng lên, hóa thành một đạo cầu vồng, theo một phương hướng bay vút đi. Mấy tháng sau, Đông Lưu Hải Vực, lệch về hướng Đông Bắc, có một hòn đảo khổng lồ hình dáng như lá sen, diện tích cực lớn, trôi lơ lửng lẻ loi trên mặt biển xanh thẳm. Chiếm gần như một phần mười diện tích cả đảo là một cái hồ nước cực lớn, trông giống như một khối minh châu xanh biếc khảm nạm vào giữa đảo. Từng mạch nước từ hồ chảy ra, tựa như gân lá sen uốn lượn hướng ra chung quanh đảo. Cái hồ này có tên là Vân Già Hồ, là nguồn nước ngọt của cả Vân Hồ Đảo. Tên của hòn đảo vốn cũng được lấy từ tên của hồ này. Những dòng nước ngọt từ hồ chảy ra chính là nguồn sống của mấy ngàn vạn sinh linh ở trên đảo. Từng tòa thành lớn nhỏ hay thôn trấn đều phân bố dọc theo hai bờ những dòng sông này. Ở phía Tây Vân Già Hồ, một trong những nhánh sông chủ yếu có tên là Trầm Sa Hà. Ở phía trung du của sông này, cách Vân Già Hồ mấy chục vạn dặm, có một tòa thành cực lớn cao hơn trăm trượng nằm ở bên tả ngạn, tên là Trầm Sa Thành. Có cái tên này là do thành được kiến tạo từ trầm xa đặc thù bên trong trầm xa hà, cách nay đã gần 10 vạn năm. Trong thành không chỉ có hàng triệu phàm nhân sinh hoạt, mà còn có một tông môn tu tiên đã sừng sững tồn tại từ thời điểm xây thành chỉ tới nay. Lúc này là vào lúc trạng vạng, sắc trời dần tối, mặt trời vẫn còn chưa lặn. dáng chiều hiện một vòng màu đỏ như máu, cơ hồ như dán tại trên mặt biển. Chút dư quang sót lại đem hơn phân nửa mặt biển biến ra màu đỏ máu, Đồng thời cũng chiếu rọi một màu đỏ máu lên tường thành cao lớn của Trầm Sa Thành. Chợt thấy trên trời cao, một luồng ánh sáng xanh từ chân trời lướt gấp tới, rơi xuống trên thành, trong đó hiện ra một bóng người. Người này thân mặc một bộ trường bào màu xanh, thân hình cao lớn, dung mạo bình thường không xuất chúng, nhưng đôi tròng mắt lại là mười phần thâm thúy, lóe ra hào quang khiếp người. Chính là Hàn Lập từ vạn dặm xa xôi tìm đến chỗ này ánh mắt của hắn đảo qua tường thành phía dưới cùng nhà cửa trong thành sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên chỉ thấy phía dưới vốn nên là tường thành vững như thành đồng nay đã đổ sụp hơn phân nửa mở thông một chỗ thủng to lớn vô cùng các lầu quan sát trên tường thành cũng đã hoàn toàn vỡ nát không nhìn ra một nửa bộ dáng ban đầu những tường thành còn sót lại thì trong ngoài hai bên bức tường tất cả đều thoa khắp máu tươi thậm chí đã bắt đầu ngưng kết biến thành màu đen tản ra từng trận mùi tanh phát buồn nôn trong thành khắp nơi đều là phòng ốc sụp đổ hư hại. Khắp nơi đổ nát thê lương, trong đấy mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít xác người không nguyên vẹn, cùng rất nhiều mảnh xác của gia cầm xúc vật. Không có chỗ nào mà không phải là máu thịt be bét, thê thảm đến cực điểm. dáng chiều dần dần chìm vào mặt biển, cả tòa thành chỉ bị bóng đêm to lớn nuốt hết, hoàn toàn lâm vào đen kịt. Trong thành ngoại trừ tiếng gió nước nở nghẹn ngào rung động, không có một chút tiếng động, đã là một tòa thành chết. Đúng lúc này, hàn lập lông mày đột nhiên nhảy lên chỉ thấy tại khu vực trung ương trong thành có một chút ánh sáng màu vàng lóe lên tựa hồ là có người đốt lên đống lửa tâm thần hắn khẽ động thần thức bỗng nhiên buông ra hướng lấy bên kia phủ tới sau một lát mũi chân hắn ở trên đầu thành đột nhiên di một chút cả người liền như một mũi tên bỗng nhiên bắn nhanh đi hướng thẳng phía có đám lửa rơi xuống chỉ nghe oanh một tiếng nặng nề thân ảnh hàn lập ầm ầm rơi vào một mảnh sân rộng chấn động tới mức cả cái sân đều đột nhiên run lên phòng ốc chung quanh vốn lung lay sắp đổ lập tức triệt để sụp xuống, tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Đống lửa được đốt ở giữa sân cũng bị chấn động tàn mắt ra, dâng lên mảng lớn tàn lửa màu đỏ thắm. Vốn có ba người tụ họp ở chung quanh đống lửa, thấy thế lập tức sợ tới mức nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Trong đó một tên thanh niên áo nâu cùng một mỹ phụ trung niên bị dọa tới mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, mà một gã da đen đại hán càng là sợ tới mức dập đầu như là bằng tỏi, căn bản không dám ngẩng đầu, trong miệng liên tục kêu lên, Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta rời đi nơi này. Rời đi nơi này, chương 218, trùng hợp, đại hán da đen vừa nói, vừa dùng cả hai tay hai chân bỏ giật lùi về phía sau. Ba người bọn họ chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tuy nhìn không ra tu vi hàn lập sâu cạn như thế nào nhưng thấy khí thế người này từ trên trời giáng xuống, cũng biết chắc là tiền bối cao nhân chỉ cần búng ngón tay là có thể nghiền chết mình, đâu còn dám ở lại chỗ này. Đứng lại, các ngươi là ai? Hàn lập thấy thế, cao mày, Lạnh giọng hỏi, tiểu nhân, bọn tiểu nhân là ba tán tu đến từ thành Hoa Dương, không biết tiền bối ở đây, chứ nếu biết tuyệt đối không dám tới. Ba người nghe thấy vậy, cứng đờ cả người, tên thanh niên áo vải thô lấy hết dũng khí, trả lời. Các người có biết thành trầm xa này xảy ra chuyện gì không? Sao lại biến thành như vậy? Hàn lập lại hỏi, tiền bối, người không biết, chẳng lẽ người không phải tiên nhân bản địa, mà từ hải ngoại tới? Nghe thế, tên thanh niên áo vải thô hơi sướng sờ rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Lập, nghi ngờ hỏi. Tu sĩ hải ngoại, Hàn Lập vốn sướng sờ, lập tức hiểu ngay. Những tu sĩ cấp thấp sinh hoạt trên đảo hoang này có khả năng là cả đời đều ở đảo Vân Hồ và một vài chỗ xung quanh. Bọn họ tự nhiên cho rằng khu vực của mình là cả lục địa lớn nên với các tu sĩ ở bên ngoài đảo tới thì không phải là tu sĩ hải ngoại sao. Bớt nói linh tinh đi, nói cho ta biết, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao dân trong thành bị tàn sát hàng loạt thế hàn lập hừ lạnh một tiếng nghiêm giọng hỏi bẩm tiền bối nghe nói là con yêu thú trường xà ở hồ vân già lại ra ngoài kiếm ăn tất cả người trong thành đều bị nó ăn thịt hết thanh niên áo vải thô vội vàng nói a à, con thú này hình dáng như thế nào người đã từng thấy tận mắt chưa hàn lập nghe vậy nhíu lông mày lại hỏi tiền bối cái này tiểu bối nào dám nhìn tận mắt nếu thấy thật thì hiện tại cũng trở thành thức ăn trong bụng con yêu thú kia rồi tuy nhiên nghe nói con thú này tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm thân hình vô cùng to lớn so với một triền núi ngoài thành thì hầu như không thua kém lưỡi nó thẻ ra dài đến mấy trăm trượng còn như nọc độc trong bụng thì thanh niên áo vải thô kể lại những tin đồn mình nghe được đúng đúng yêu thú kia thường cách một đoạn thời gian lại ra ngoài gây chuyện một lần mỗi lần đều ăn tươi nuốt sống toàn bộ người dân trong một tòa thành trì sau đó mới rời đi đại hán da đen cũng đã hồi phục tinh thần bổ sung thêm có phải nó cứ cách 10 năm mới ra ngoài một lần, mỗi lần chỉ hoạt động ngày thứ bảy, sau đó sẽ mai danh ẩn tích, trong vòng 10 năm cũng không xuất hiện lại. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, hỏi, thì ra tiền bối đã nghe qua những lời đồn đại kia rồi à? Đại hán da đen cẩn thận liếc nhìn Hàn Lập, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn Lập nghe được lời ấy, trong nội tâm có chút trầm xuống. Con yêu tiên trường xà ở chỗ nơi này, hơn phân nửa chính là con thận nguyên thú có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ rồi hắn bay một mạch đến đây kết quả vẫn chậm một bước trên thực tế trên đường hắn bay đến đây đã cảm thấy có chút kỳ quái dựa theo lẽ thường là càng đến gần trung tâm hồ nước ngọt của hòn đảo thì quy mô thành trấn càng phải lớn dân cư trong đó cũng tương ứng phải nhiều nhưng tình hình ở đảo vân hồ lại trái ngược tại biên giới hòn đảo gần khu vực bờ biển từng tòa thành trì hùng vĩ liên tiếp nhau hầu như đều vây xung quanh hòn đảo càng đi vào trung tâm hòn đảo thành trấn phân bố lại càng trở nên thưa thất dần đi thành trầm xa này mặc dù cách hồ vân già đến vài chục vạn dặm nhưng cũng là tòa thành gần nhất ở toàn bộ phía tây của đảo vân hồ bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa cũng bởi vì liên quan đến con thận nguyên thú này mới khiến cho mọi người xây thành trì ngày càng xa trung tâm hòn đảo tạo thành loại bố cục này con thú này làm hại muôn dân trăm họ như thế mà không có người nào vì dân trừ hại sao hàn lập nghĩ đến đây lại hỏi bẩm tiền bối nghe nói trước đây rất lâu có một vị tiên nhân bên cạnh được mấy tông môn nhờ ra tay trừ yêu thú này kết quả tiên nhân kia đại chiến với con thú này ba ngày ba đêm cuối cùng bị trọng thương phải bỏ chạy mấy ngày sau những tông môn liên quan đến việc này đều bị con yêu thú này diệt tông chính vì thế từ đó về sau không còn ai dám quản thanh niên áo vải thô cung kính nói lại nói mấy người các ngươi tới đây làm gì hàn lập liếc nhìn ba người nhàn nhạt hỏi ba người một mực quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau quanh co, không chịu nói ra ngọn nguồn. Như thế nào, có gì không thể nói sao? Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bầm tiền bối, chúng tiểu nhân. Vị trí chúng ta bây giờ chính là tổng đàn của Lạc Sa Tông, là tông môn lớn nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây. Ba người tiểu nhân là muốn thừa dịp những người khác còn chưa tới, trước tiên. Thanh niên áo vải thô toàn thân run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa giải thích. Trước tiên định chiếm lấy tài sản của những người đã chết phải không? thấy gã kia quanh co cả buổi cũng không nói ra, Hàn Lập bổ sung. Tiền bối, bọn tiểu nhân cũng vừa tới chỗ này, căn bản còn chưa tìm được cái gì, không tin người có thể tra túi chữ vật của tiểu nhân. Dứt lời, thanh niên áo vải thô lập tức đem túi chữ vật của mình ra, dơ lên cao. Đại hán da đen và Mỹ phụ trung niên thấy thế, cũng làm theo. Hàn Lập dùng thần thức thoáng đảo qua, biết rõ bọn chúng không nói dối. Tất cả vật trong túi chữ vật ba người cộng lại, thậm chí ngay cả năm khối linh thạch trung phẩm cũng không có đủ thực ra hàn lập cũng không cảm thấy phản cảm với hành vi của bọn chúng chúng là tu sĩ ở tầng dưới chót đặc biệt lại là tán tu không có tông môn chống đỡ nên con đường tu hành càng gian khổ điểm này bất luận kẻ nào cũng đều biết thần trí của hắn khẽ động tra xét phần còn sót lại của lạc sa tông rõ ràng một lượt lông mày không khỏi nhíu lại tông môn này quy mô cũng tính là không nhỏ nhưng không biết tại sao bị phá hủy quá mức triệt đề pháp bảo đồ vật còn sót lại trong môn ít đến thê thảm phẩm cấp thì càng thêm khó coi rồi phía đông chỗ đổ nát kia còn có nhiều thứ, các người tới đó đảo bới, lấy được xong thì lập tức rời khỏi nơi đây. Hàn lập buông một câu, rồi thân hình lướt đi, bay vút đến phía đông thành trầm xa. Đối với những pháp bảo đồ vật lưu lại nơi này, hiện tại hắn tất nhiên là hoàn toàn không để vào mắt, cho nên chẳng bằng để lại cho mấy người này, coi như là thù lao cung cấp những tin tức, có thể thành trợ lực không nhỏ trên con đường tu hành của bọn họ. Ba người này nghe vậy, lập tức ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Trong lúc nhất thời, bọn họ quên cả đứng dậy, đợi đến lúc kịp phản ứng, cũng đã nhìn không thấy bóng dáng Hàn Lập rồi. Bọn họ nhìn phía Hàn Lập rời đi, thành tâm khấu tạ, rồi vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ đổ nát kia, nhanh chóng đảo bới. Lại nói sau khi Hàn Lập bay đến phía đông thành trầm xa, cũng không bỏ đi luôn, mà là chọn một tòa trạch viện còn tương đối nguyên vẹn ở thành đông, phi thân xuống. Trạch viện này có ít ra là ba viện phòng, thoạt nhìn hẳn là nhà khá giàu có ở thế tục, chẳng qua bây giờ đã nhà tan cửa nát rồi, Hàn Lập đi vào trong nội viện, tiện tay bày ra một chút cấm chế đơn giản, rồi quay người đi vào bên trong tránh đường. Hắn thắp một chén đèn dầu trong phòng, sau đó ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Tay hắn khẽ cuốn, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh, liền đeo lên mặt. Nương theo một hồi âm thanh ngâm tụng vang lên, một quang ảnh trận bàn cực lớn mịt mờ màu xanh lơ lửng trước mặt hắn. Lúc trước vội chạy đến đây, Hàn Lập cũng chưa kịp tìm hiểu tin tức về thận nguyên thú. Hắn vốn định khi đến thành trầm xa sẽ tìm một tông môn hỏi thăm tin tức, không thể nghĩ rằng lúc đến nơi lại ra cảnh tượng thế này. Tuy nói đã bỏ lỡ thời cơ thận nguyên thú ra ngoài, nhưng hắn cũng không có ý định quay lại tông môn, mà là nghĩ đến việc tìm phương pháp khác có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, tin tức tông môn đưa cho nhiệm vụ lần này thực sự quá giản lược, hiểu biết của hắn về thận nguyên thú cũng có hạn. Tin tức mà mấy người thanh niên áo vải thô cung cấp cũng chỉ là nghe đồn, căn bản không đáng tin cậy hắn suy nghĩ và nảy ra ý định thử thông qua vô thường minh tìm hiểu thêm tin tức về con thú này. Nhiệm vụ mà hắn lúc trước tuyên bố việc tìm hiểu tin tức về quả trứng khổng lồ và lông vũ vẫn treo ở đó, đến nay vẫn như cũ, không có người nhận biết. Hắn lắc đầu, sau khi tìm tòi con mắt có chút sáng ngời. Bên trong minh hóa ra lại có một nhiệm vụ liên quan, mà dường như đã ban bố không dưới nghìn năm rồi. Đánh chết một con thận nguyên thú có thực lực chân tiên cảnh, thù lao, 30 miếng tiên nguyên thạch. Hàn lập thấy vậy, hơi sướng sờ, sao lại có sự trùng hợp như thế? Thận nguyên thú tuy rằng không hiếm thấy, nhưng tu vi đạt tới chân tiên cảnh chỉ sợ rất ít. Con thú mà đối phương muốn giết chẳng lẽ đúng là mục tiêu của hắn hay sao? Hắn hơi do dự rồi chỉ một cái vào hư không, thông qua mặt nạ liên hệ với người tuyên bố nhiệm vụ này. Ước chừng một phút sau, ánh sáng màu xanh trên trận bàn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó có một đạo ánh sáng màu xanh từ trong phóng ra, ngưng tụ thành một bóng người mang mặt nạ đầu hương màu xanh trước người hàn lập đạo hữu cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ mà tại hạ tuyên bố sao người nọ xuất hiện liền hỏi đúng vậy tại hạ có chút hứng thú đối với nhiệm vụ mà các hạ tuyên bố không biết con thận nguyên thú này đang ở đâu các hạ có thể cung cấp tin tức kỹ càng hơn không hàn lập nhẹ gật đầu hỏi đạo hữu đã có tâm tại hạ tự nhiên sẽ không giấu giếm con thú này ở hải vực phía đông đại lục cổ vân tại một địa phương có tên là đảo vân hồ trong cơ thể nó có huyết mạch của thượng cổ chân linh thận long cho nên rất giỏi biến hóa có thể hóa thành hình người trong mắt bóng người màu xanh mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng vội vàng đáp con thú này chỉ sợ là khó đối phó nếu không nhiệm vụ các hạ tuyên bố lâu như thế mà vẫn chưa có người hoàn thành nội tâm hàn lập khẽ động ánh mắt hơi chớp chớp hỏi điều này mấy vạn năm trước con thú này đã có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ mà trời sinh tính giảo hoạt xác thực không dễ đối phó bóng người màu xanh nói hơi chậm lại chân tiên cảnh trung kỳ 30 miếng tiên nguyên thạch, thế là hơi ít một chút đó. Hàn Lập thản nhiên nói, đạo hữu thực không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay chỉ có thể xuất ra tiên nguyên thạch nhiều như vậy thôi. Chẳng qua linh xác trên người con thú này nếu lột ra lại là linh tài tuyệt hảo luyện chế bảo giáp. Các hạ nếu có thể chu diệt nó, bóng người ánh sáng màu xanh có chút gấp nói. Được rồi, Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói, ý đạo hữu tiếp nhận nhiệm vụ này chứ. Bóng người màu xanh hình như có vẻ không quá tin tưởng, hỏi, Tại Hạ không dám cam đoan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời thử một lần xem. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói, "Việc này, như vậy tốt quá, tại Hạ lúc này đợi hồi âm của đạo hữu." Lúc này, bóng người màu xanh mừng rỡ nói, "Chương 219, tỏ rõ sức mạnh." Sáng sớm hai ngày sau, mặt trời mọc lên từ mặt biển, chiếu rọi toàn bộ đảo Vân Hồ, mang đến một tia ấm áp làm tan đi giá rét trên đảo. Hồ Vân Già ở trung tâm hòn đảo, mặt hồ rộng lớn bao phủ một tầng khói mờ mông lung dù được ánh mặt trời chiếu rọi cũng không tiêu tán đi chút nào. Lúc này, Hàn Lập trong bộ y phục màu xanh đang đứng lơ lửng trên hồ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Lam mang trong mắt của hắn chấp động, thần thức không ngừng đảo qua bên trong hồ, thì phát hiện hồ nước bị khói mù trướng khí che đậy nên không dò thám được gì. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, rung cổ tay, lập tức một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn quang mang lóe lên, một lớp phải màu vàng hiện ra, cánh tay lập tức to ra hơn một vòng. Trường đao màu đen trong tay lập tức hiện ra một vầng hào quang màu đen chói mắt, hấp dẫn thiên địa linh khí chung quanh hội tụ vào. Trên thân đao hiện ra vô số phù văn đen kịt, tản mát ra một luồng sáng màu đen, trong đó xen lẫn pháp tác lực chấn động mãnh liệt, làm hư không cũng rung rung theo. Tay cầm đao vung về đường phía sau, giờ cao thân đao quá đỉnh đầu, tiếp theo bổ thẳng xuống mặt hồ. Chỉ nghe một tiếng gió thổi vù vang lên, toàn bộ hào quang của trường đao màu đen đột nhiên sáng lên, một đao ảnh to lớn dài hơn trăm trượng, từ thân đao phóng ra, đập ầm ầm vào trong hồ nước. Đao ảnh chưa đến, cương phong tới trước, dưới sức mạnh của cuồng phong mãnh liệt cuốn xuống, khói mở trên mặt hồ lập tức như bọt tuyết tách ra hai bên. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một hồi âm thanh to lớn như sấm vang lên, một trận cuồng phong sóng lớn lập tức nổi lên trong hồ vân già. Chỉ thấy hai bức tường nước khổng lồ cao hơn trăm trượng từ trong hồ tách ra, cuộn sang hai bên bờ. Sóng nước cuồn cuộn điên cuồng mãnh liệt, lướt thẳng qua bờ hồ, như là biển gầm nhảy vào núi rừng xung quanh kẻ nào muốn chết đúng lúc này một tiếng gào thét cuồng bạo đột nhiên từ đáy hồ truyền ra ngay sau đó một đạo kim quang theo chỗ sóng nước tách ra đánh thẳng tới hàn lập thận nguyên thú ánh mắt hàn lập ngưng trọng trông thấy ở giữa kim quang là một nam nhân trung niên gương mặt vuông vức hai con ngươi hiện lên màu tím biếc áo bảo màu vàng tay phải cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng đâm thẳng vào hắn trên thân tên này không cảm giác được một chút nào khí thức yêu thú nhưng bằng vào trực giác, Hàn Lập lại có thể kết luận đối phương đúng là kẻ mình muốn tìm. Phía trên trường kiếm màu vàng óng có phù văn lóng lánh truyền ra một loại khí tức sắc bén với khí thế không thể chống đỡ. Một tiếng cong sắc nhọn vang lên, Hàn Lập không nói hai lời, hoành đao đón đỡ, vung lên phía trước. Thân đao và mũi kiếm va chạm vào nhau, dưới phản lực mạnh mẽ khiến người nọ bị chấn động bắn ra ngoài, mà thân hình hắn thoáng một cái, liền ổn định lại. Hắc hắc, không biết từ đâu lòi ra một tiểu tán tiên dám chọc bổn tọa đi ra. Thật không biết sống chết, bổn tọa hôm nay đang cần tinh huyết một gã nhân tộc chân tiên để đột phá bình cảnh. Không cần tốn công phu đã có người đưa tới miệng rồi. Sau khi ở ngoài mấy trăm trượng ổn định thân hình, nam tử áo vàng cười lạnh nói. Vừa dứt lời, trường kiếm màu vàng óng trong tay y bỗng nhiên phóng về phía trước, trên thân kiếm lóe lên hào quang, từ đó phân hóa ra hơn một nghìn trường kiếm màu vàng, tầng tầng lấp lấp giống như bông sen vàng nở rộ giữa không trung. Sau một khắc, giữa không trung một tiếng keng vang lớn một thanh trường kiếm màu vàng óng lập tức bay vút ra hóa thành một kiếm long màu vàng lao tới hàn lập hàn lập ngay từ đầu còn tưởng những trường kiếm màu vàng óng này chẳng qua đều là kiếm ảnh phân hóa ra nhưng khi thấy kiếm long vàng bay vút tới há miệng cắn về phía mình thì hắn mới phát hiện những trường kiếm này dường như đều là thực thể hắn không nói hai lời nâng đao đón đỡ trực tiếp trường đao màu đen liền bị kiếm long đấp lấy mấy thanh trường kiếm màu vàng óng trên dưới như răng rồng cắn chặt lấy thanh đao cùng lúc đó một cái móng vuốt khổng lồ của kiếm long màu vàng từ phía dưới thỏ ra mãnh liệt chộp vào ngực hàn lập xé rách quần áo kéo thành mấy vệt rạch màu trắng đáng sợ trên vảy vàng trước ngực hắn hàn lập đột nhiên rút lại trường đao khiến miệng kiếm long văng ra một mảng tia lửa màu vàng rất lớn hai chân trước của rồng đạp mạnh một cái toàn bộ người hắn bị bay ngược về phía sau nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân hình bỗng có một tiếng gió nổi lên đằng sau lưng một con dị thú cổ quái giống chân long, đột nhiên từ phía sau há miệng đớp lấy đầu hắn. Con thú này có đầu là đầu rồng, nhưng trên đầu chưa mọc sừng rồng, thân nó dù là thân rồng nhưng trên thân lại không có móng vuốt. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, thanh quang trên thân lóe lên, thân hình liền thoáng tránh qua một bên, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy đau đớn kịch liệt ở vai. Con dị thú này há miệng cắn chặt vai hắn, dù thân thể của hắn mạnh mẽ, vậy mà cũng bị cắn ngập đầu vai, lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra ồ ồ hàn lập cả kinh một chiêu vừa rồi rõ ràng hắn đã tránh khỏi nhưng chẳng biết tại sao vẫn bị đối phương cắn trúng hắn dùng tay cầm đao nâng cao lên đang định chém xuống chỗ đầu rồng và bả vai của chính mình nhưng trong đầu đột nhiên nổi lên một tia sáng suốt mãnh liệt liền ngừng lại động tác của mình sau một khắc hàn lập liền cảm thấy trong đầu đau nhức vô cùng cũng không phải bị cái gì khác công kích mà để bảo trì thanh tỉnh hắn dùng tinh thần thứ công kích chính mình nương theo trận đau nhói xâm nhập, ánh mắt hắn đảo qua đầu vai của mình, thấy chỗ đó không có vật gì, không có đầu rồng nào cả. Nếu vừa rồi đao kia chém xuống, thì hắn tự mình hại mình. cố gắng chém nứt một cánh tay của chính mình rồi. Làm sao có thể? Sao một tên tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta? Nam tử áo vàng đứng ngoài mấy trăm trượng, mặt tràn đầy vẻ khó tin, quát hỏi. Hàn lập tất nhiên không trả lời đối phương, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Cổ tay hắn vung lên. Thân hình bỗng nhiên lướt về phía trước. Trường đao màu đen lập tức xẹt qua một đường cong tròn trên không trung, sau đó chuyển hướng bổ thẳng tới đối phương. Muốn chết, nam tử áo vàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Chỉ thấy hai tay trước người y nhanh chóng kết ấn, một đoàn ánh sáng năm màu lập tức theo ngón giữa bắn ra, hóa thành một mảnh quang mang ngũ sắc như mộng ảo, chiếu rọi vào mắt Hàn Lập, làm Hàn Lập hoa cả mắt. Cùng lúc đó, tiếng kim loại xung đột vang lên, một hàng dài kiếm vàng từ phía sau đuổi đến cắn tới sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập một tay vô thức nâng lên, ngăn cản trước mắt, còn tay cầm đao bỗng nhiên quét ngược lại phía sau. Chỉ thấy một đạo ánh đao hình trang lưỡi liềm phá không đánh trúng kiếm long, làm cho kiếm long bắn ngược về sau, quanh thân mũi kiếm phát ra liên tiếp thanh âm keng keng. Đúng lúc này, bên trong huyễn quang năm màu phía trước bỗng nhiên có một bàn tay to lớn năm màu óng ánh thỏ ra, nắm lấy thân hình Hàn Lập vào trong lòng bàn tay. Hàn Lập lập tức cảm thấy lồng ngực bị một luồng lực mạnh đè xuống, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Thêm nữa huyễn quang năm màu vẫn liên tục chớp động, làm cho đầu óc hắn mê muội, cả người phản ứng đều chậm một nhịp. Chịu chết cho bổn tỏa, chỉ nghe phía sau huyễn quang năm màu truyền đến một tiếng quát to. Kiếm Long vừa mới bị Hàn Lập đánh lui, lại lần nữa phá không kéo tới, hai mũi kiếm vàng trên đầu rồng bỗng nhiên dài hơn, nổi lên mấy cái gai nhọn, giống như hai bụi gai sắc bén đâm tới hậu tâm Hàn Lập. Lam quang trong mắt Hàn Lập chớp động không ngừng, nhưng không cách nào khám phá huyễn quang trước mắt, ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, quanh thân bỗng nhiên lóe lên kim quang, bắp thịt cả người nhanh chóng phồng lên. Hắn đã biến thành kim sắc cử viên cao hơn trăm trượng. Bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể hắn lập tức không thể chịu nổi, ầm ầm vỡ vụn ra. Vừa thoát khốn, sơn nhạc cử viên do Hàn Lập hóa thành, cầm trường đao màu đen cũng đã biến dài chừng 10 trượng, đột nhiên chém xuống Nguyễn Quang năm màu phía trước và cả nam tử áo vàng trốn sau Nguyễn Quang. Vù 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 tiếng cuồng phong gào rít vang lên mảnh huyễn quang năm màu lập tức bị tán loạn dưới cương phong của trường đao nam tử áo vàng đứng ở phía sau cũng sợ hãi lùi lại nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của trường đao màu đen rất lớn trong thời gian ngắn y căn bản không thể chạy khỏi mắt thấy lưỡi đao sắp chém chúng người nam tử áo vàng đột nhiên cười quỷ dị không lùi về sau nữa mặc cho lưỡi đao chém thành hai nửa chỉ thấy thân thể nam tử áo vàng tách ra vặn vẹo một hồi trong hư không rồi trực tiếp biến mất mà lúc này kiếm long to lớn đã đánh tới sau lưng Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói tiếng người, lần này xem ngươi trốn như thế nào. Dứt lời, tốc độ tăng vọt gấp đôi, gai nhọn đâm thẳng tới hậu tâm Hàn Lập. Hàn Lập đưa lưng về phía đó, chỉ có thể tiến lên một bước nhưng cũng không kịp thoát, mà cũng không thể quay người lại ứng phó. Gai nhọn kiếm long còn một khoảng ngắn sẽ đâm vào hậu tâm của hắn thì đột nhiên hư không giữa chỗ đó sáng lên một tia thanh quang mờ mịt, chỉ lóe lên một cái, rồi biến mất. Sau một khắc, kiếm long màu vàng sắp đâm chúng bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo liền rơi xuống mặt hồ. Hàn lập nhếch miệng cười, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình người, đuổi theo kiếm long màu vàng. Chỉ thấy giữa không trung âm thanh len keng không ngừng vang lên, một thanh lại một thanh quanh thân kiếm long màu vàng rời ra, rồi rơi xuống, từ đó lộ ra thân thể tên nam tử áo vàng. Chỉ là lúc này chỗ mi tâm của y xuất hiện một lỗ máu vô cùng bắt mắt, cặp mắt màu tím quỷ dị kia đã mất đi hào quang rực rỡ vốn có, biến thành màu xám trắng. Nguyên Anh nấp trong hộp sỏ cũng đã bị tiêu diệt. Một tay Hàn Lập đánh ra một chảo trước người, những trường kiếm màu vàng óng kia nhao nhau hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy nữa, cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm bảo trì thực thể, rơi vào trong tay hắn. Hắn thoáng quan sát thanh trường kiếm màu vàng óng này, sau đó liền thu vào trong vòng tay chữ vật. Lúc này, lỗ máu chỗ mi tâm nam tử áo vàng bỗng nhiên lóe lên thanh quang, một thanh tiểu kiếm màu xanh dài không quá một tấc bay nhanh ra, vẽ trên không chung một vệt mưa hồ, tiếp theo biến lớn khôi phục nguyên trạng. Đúng là thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập, không phải một thanh mà là 72 thanh. Trải qua bồi luyện nhiều năm trong cơ thể như vậy, kiếm này năm đó cắn nuốt rất nhiều kiếm nguyên đều đã bị nạp vào cho hắn sử dụng. Phẩm chất mỗi một thanh phi kiếm đều miễn cưỡng đạt đến cấp độ hậu thiên tiên khí, mà khi chúng hợp nhất thành một thanh thì thật sự có thể sánh với hậu thiên tiên khí chân chính. Lúc trước ở trong trúc long đạo, bởi vì lo lắng bị phát giác, hắn chưa từng sử dụng kiếm này, cũng chưa từng gọi kiếm này ra ngoài cơ thể trước mặt người khác hôm nay lần đầu tiên dùng cho thực chiến, tỏ rõ sức mạnh, quả thực khiến cho hắn kinh ngạc và vui mừng không ít. chương 220, thuận đường hành động. Phải nói rằng Hàn Lập mặc dù có thể trong chớp mắt dùng một chiêu chém giết được nam tử áo vàng do thận nguyên thú biến thành nhưng thực chất là đã chuẩn bị từ sớm. Thời điểm chúng huyễn thuật suýt chém đứt cánh tay mình, hắn đã vận dụng tối đa luyện thần thuật, nhìn thấu được chân thân của y ẩn giấu bên trong kiếm long, còn ảo ảnh và nam tử áo vàng chẳng qua chỉ là huyễn thuật bên ngoài mà thôi. Hắn tương kế tự kế hợp 72 thanh trúc phong vân kiếm lại làm một, thừa dịp đối phương đang quá đắc ý liền đột một suất thủ mới có thể một kích thành công. Hàn Lập vẫy tay một cái thu tất cả thanh trúc phong vân kiếm đang xoay quanh bay trở về trong cơ thể. Hắn liếc nhìn thi thể nam tử áo vàng đang bay lơ lửng trên mặt hồ, bay thấp xuống, đáp nhẹ mũi chân về phía mặt hồ tạo thành từng vòng sóng nước rung động rồi đứng vững vàng trên mặt hồ. Sau khi cúi người dùng thần thức dò xét nam tử một chút, hắn liền nhấc tay phải lên, ngón tay trụng lại giống như một lưỡi đao đâm vào bụng nam tử áo vàng, lục soát rồi moi từ trong đó ra một yêu hạch màu tím đen to bằng hạt đào. Mất đi yêu hạch khiến thi thể nam tử áo vàng đột nhiên trương phồng lên. Làn da của thi thể nhanh chóng hiện lên từng mảng vảy vàng, lòng bào màu vàng mặc ngoài cũng nhanh chóng bị rách. Thi thể y dần dần dài ra, cuối cùng biến thành một dị thú hình rồng không sừng không móng vuốt, từ từ chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Hàn lập hơi trần trừ rồi niệm tị thủy chú, chui vào trong hồ nước tầm mắt hắn nhìn xuống đáy hồ có thể thấy được thi thể của thận nguyên thú đang chìm xuống một tòa cung điện dưới nước. Hồ vân già sâu chừng trăm triệu nên ánh sáng dưới đáy hồ cực kỳ mờ nhưng tòa cung điện kia lại là một ngoại lệ. Cả tòa trong suốt như bạch ngọc, tản ra ánh sáng lấp lánh giống như một tòa lâu đài bằng thủy tinh. Hàn lập đi đến gần cung điện phát hiện màn sáng trong suốt này là một loại cấm chế thị thủy, ngăn cách toàn bộ nước hồ ở bên ngoài. Hắn cũng không tiến vào trong ngay lập tức mà đi về phía trước thi thể yêu thú, hai ngón tay chọc chọc thi thể rồi co lại, rút gân thú ra. Hàn Lập nhớ lại người của vô thường minh lúc trước có nói qua yêu thú này có thể có huyết mạch thận long nên mới lấy gân thú ra luyện hóa nhưng luyện hồi lâu cũng không luyện ra được một giọt nên đành bỏ qua. Sau khi chóc từng mảng trong thi thể yêu thú có thể dùng làm vật liệu, hắn liền đi về phía cung điện, thi pháp một chút là có thể dễ dàng đi qua vòng sáng bảo hộ, đi vào cổng chính cung điện. Chỉ thấy cung điện trước mắt có nhiều cột trụ thẳng đứng, mái hiên bay lượn chạm khắc nhiều loại đồ án chim, cá, hoa, cỏ. Phía trên cực kỳ xinh đẹp, không giống xảo huyệt yêu thú chút nào, ngược lại là giống phủ đệ tiên gia. Hàn lập đưa tay đặt lên cửa điện đẩy về phía trước. Chỉ nghe một hồi thanh âm xùy suy, suy vang lên, hai cánh cửa bằng ngọc thạch màu trắng cao tới ba trượng liền từ từ mở ra. Hàn lập chớp mắt rồi đi vào phía bên trong, trong đại điện bầy biện cũng không nhiều lắm, chỉ có hai hàng cột đá hình trụ đặt song song hai bên, chung quanh vật phẩm đủ loại màu sắc rực rỡ chất cao như núi ánh mắt hắn nhìn qua những vật này cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những đồ vật này đều là các loại linh thạch và pháp bảo, trong đó có cả pháp bảo phẩm chất cao, cũng có một ít pháp khí bầy la liệt, để lẫn với nhau, nhiều đến mức nhìn không xuể. Hắn nhớ lại mấy ngày trước tại Lạc Sa Tông cũng không phải tông môn này phá hủy nghiêm trọng mà là do toàn bộ pháp bảo, của cải đều đã bị thận nguyên thú lấy về đây. Con thú này hiển nhiên là thích cất chứa bảo vật, Đống tài vật này hơn phân nửa là do nó nhiều năm qua tàn sát hàng loạt dân trong thành và diệt nhiều tông môn để dành rồi bây giờ Hàn Lập hưởng lợi. Hàn Lập tìm tòi trong đống đồ vật bỗng thấy đằng sau tấm Long y màu vàng phía cửa điện có một hình bóng lờ mờ. Hắn lập tức bước nhanh tới, đi vòng ra phía sau Long y. Chỉ thấy phía sau Long y là một thứ giống như da rắn được lột ra, toàn thân trong suốt giống như tinh thể, lấy tay sờ cũng không có cảm giác lạnh buốt mà lại có cảm giác mềm mại như được dệt bằng tơ. Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là linh xác do thận nguyên thú lột xác mà ra. Hàn lập thu thập linh xác này vào trong vòng tay chữ vật rồi lại lấy ra mấy cái nhẫn chữ đồ, bắt đầu kiểm kê toàn bộ bảo vật chất trồng như núi trong đại điện đã thuộc về mình. Sau khi kiểm kê gần nửa ngày, bên trong những chiếc nhẫn chữ vật và vòng tay chữ vật cũng đều gần như đầy hết. Trong đó phần lớn là linh thạch, linh thạch hạ phẩm và trung phẩm chiếm đa số, còn về linh thạch cực phẩm thì vô cùng ít nhưng cũng được tầm 6-700 miếng nếu đem linh thạch còn dư đi đổi thì cũng được chừng 3-400 miếng linh thạch cực phẩm. Xem ra những tông môn xung quanh quy mô cũng không lớn, điều này cũng khó trách vì nếu có đầy đủ thực lực thì cũng không bị yêu thú này coi trời bằng vung, quấy nhiễu nhiều năm như vậy rồi. Trừ những thứ đó ra còn hơn trăm kiện pháp bảo, mấy trăm kiện pháp khí và một ít linh tài cổ quái nhưng linh dược một cây cũng không có. Những pháp khí kia không cần nói, còn những pháp bảo có chút phẩm dai mặc dù hàn lập không cần nhưng đám người mộng vân quy lại vừa vặn thích hợp. Về thanh trường kiếm màu vàng óng mà con thú này sử dụng lúc trước, sau một hồi đánh giá thì hắn phát hiện thanh kiếm này là một kiện thông thiên linh bảo thuộc tính kim, phẩm chất cũng không kém thanh trúc phong vân kiếm lúc trước. Bảo vật trong xào huyệt thận nguyên thú không tính là nhiều nhưng đều truyền ra khí tức hết sức kỳ lạ. Hàn lập tuy không nhận ra nhưng cũng biết không phải vật phàm. Đặc biệt trong đó có mấy khối kim loại màu vàng khói to bằng đầu người rõ ràng không phải là nhân tạo, mặt ngoài còn khảm dày đặc đường vân như hoa, Sờ vào không có cảm giác lạnh lẽo như kim loại thông thường mà ngược lại có chút cảm giác ấm áp. Mấy ngày sau đó, Hàn Lập không lập tức rời đi mà thừa dịp đang không ở trong trúc long đạo mà lấy thanh trúc phong vân kiếm ra thúc dục, thi triển vài loại kiếm trận học được trong thanh nguyên kiếm quyết ra mấy lần. Uy lực của chúng tất nhiên tăng lên một khoảng lớn, trước đây không thể so sánh nổi khiến hắn rất thỏa mãn. Một khắc trước khi rời đảo Vân Hồ, Hàn Lập mới xác nhận nhiệm vụ chém giết thận nguyên thú được giao phó trong vô thường minh lúc trước khiến kẻ mang mặt nạ đầu hưu vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Hàn Lập đương nhiên không giải thích gì nhiều, lấy ngay yêu hạch của thận nguyên thú ra cho đối phương xem xét khiến đối phương vừa mừng vừa sợ rồi vui sướng giao tiên nguyên thạch cho hắn. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ này chủ yếu là vì thuận đường mà làm, dù sao hắn cũng không định chờ 10 năm cho tới khi thận nguyên thú ra ngoài. Còn mặt khác, xuất phát từ việc con thú này là hỏa của muôn dân trăm họ, hắn diệt trừ cũng là vì sâu trong đáy lòng hắn có một tia chắc ẩn. Mấy tháng sau, Hàn Lập một mạch quay trở về Trúc Long Đạo rồi không chỉ hoãn chút nào mà chạy tới Điện Huyền Thiên. Nơi này vẫn không có một bóng người ngoại trừ lão giả áo xám ngồi đang nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ gật, nghe được tiếng bước chân mới miễn cường hé ra một chút. Ô, là tiểu tử ngươi, sao trở về nhanh vậy? Chẳng lẽ cảm thấy nhiệm vụ quá gian nan, không thể hoàn thành, định dùng điểm công trạng để bù. Lão giả ngồi ngay ngắn rồi ngáp một cái, lười biếng nói. Hàn lập cũng không nói gì, vất tay lấy ra một túi chữ vật, đặt ở trên bàn. Lão giả hơi ngẩn ra, thần thức quét qua túi chữ vật, cơn buồn ngủ trong mắt liền tan biến. Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của lão phu, nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ, may mắn mà thôi, thời điểm tại hạ đến vừa đúng lúc thận nguyên thú đi ra ngoài, vì vậy cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn lập nói giảm nói tránh, tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn, nhưng mà vận khí đôi khi cũng là một loại thực lực. Hai mắt lão giả đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, cười mấy tiếng hắc hắc quái dị, cũng không biết có tin tưởng hay không. Lão Thu Linh xác thận nguyên thú lại, rồi lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh và một cái bút ngọc, viết lên vài chữ, rồi lại lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra. Bạch quang lóe lên, trong lệnh bài đã có thêm 200 điểm công trạng. Tốt rồi, nhiệm vụ thứ nhất của ngươi coi như đã hoàn thành, mau trở về nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt nhớ kỹ ít ngày nữa tới nhận nhiệm vụ thứ hai. Lão giả trả lệnh bài lại cho Hàn Lập, rồi nói. Làm phiền tiền bối, tại hạ hiện tại muốn nhận nhiệm vụ kế tiếp luôn. Hàn Lập nói thẳng, tiểu tử ngươi cũng thật chịu khó, khác hẳn mấy tên già lười biếng, ra sức từ chối kia. Lão giả liếc nhìn Hàn Lập, gật đầu nói. Hàn Lập nghe vậy, không khỏi vuốt vuốt mũi một cái. Thời gian của hắn không dư giả nên muốn tranh thủ một chút thôi lão giả nói rồi lật tay lấy ra quyển sách màu xanh kia một lần nữa lật xem sau một lát dừng lại ở một trang chậm rãi mở miệng ở đây có một nhiệm vụ khẩn cấp giao cho ngươi làm đi không biết là nhiệm vụ gì hàn lập không nhanh không chậm hỏi tông môn ở hỏa vân lĩnh phía tây nam của đại lục cổ vân có một mạch khoáng hỏa nguyên tinh quy mô không nhỏ mấy ngày gần đây thợ mỏ thường xuyên mất tích khiến cho mạch khoáng không thể không tạm thời đóng cửa một trường lão đại thừa kỳ đóng tại đây đã tiến vào bên trong mỏ quạng giò xét vậy mà cũng biệt tâm. Vì vậy họ đã báo cáo tông môn thỉnh cầu một vị trưởng lão nội môn đến tìm hiểu nguyên nhân, thuận tiện mang hỏa nguyên tinh thu thập trong 10 năm gần đây về. Nhiệm vụ này không khó lắm nhưng ban thưởng lại không ít, 180 điểm công trạng. Lão giả rung đùi, đắc y nói, đã rõ, nếu như nhiệm vụ khẩn cấp thì tại hạ liền lên đường ngay. Hàn lập nghe vậy, gật đầu nói, nói rồi, hắn không nói thêm gì nữa, nhận lấy lệnh bài nhiệm vụ, không có chút trì hoãn nào, quay người đi ra bên ngoài. Tiểu tử có chút thú vị, lão giả nhìn bóng lưng hàn lập, nhếch miệng cười cười nói. chương 221, rượu say luận đạo. Hơn một năm sau, một dãy núi trải dài liên miên bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm ở phía tây nam đại lục cổ vân. Toàn bộ dãy núi vô luận mặt đất hay ngọn núi đều có màu đỏ thẫm vô cùng tươi đẹp. Có không biết bao nhiêu miệng núi lửa phân bổ chằng chịt trên dãy núi, thỉnh thoảng phụt lên cột lửa nham thạch đỏ thẫm nóng chảy. Từng cột lửa đồ sộ luân phiên nhau phóng lên trời, ầm ầm nổ mạnh không ngừng. Bầu trời tràn ngập mây lửa màu đỏ thắm, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một sơn cốc ở giữa trải rộng từng cái hố lằng ngoằng, chi chít như tổ ong. Nơi này đúng là Hỏa Vân Lĩnh, giữa không trung lóe lên thanh ảnh, Hàn Lập lơ lửng hiện ra. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh mấy lần, lập tức bay xuống quặng mỏ phía dưới. Hơn 10 ngày sau, sâu trong lòng hỏa vân lĩnh, ở bên trong một quạng mỏ khổng lồ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ tung bay lên xuống, lúc hợp lúc tách, kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm vào nhau đều phát ra âm thanh cực lớn, khiến cho toàn bộ lòng núi kịch liệt lắc lư theo. Vô số đá vụn lớn nhỏ rơi xuống như mưa, thân ảnh nhỏ đúng là hàn lập, lúc này quanh thân hắn có ánh sáng màu xanh lượn lờ, tay không đánh ra từng đạo quyền ảnh. Thân ảnh to lớn còn lại kia là một con thần lằn màu đỏ chừng 7-8 trượng, thân hình nhanh nhẹn miệng nó thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng luồng lửa cực nóng, nhưng căn bản không cách nào đánh trúng hàn lập. Trong khi đó, nắm đấm hàn lập mỗi một lần đánh vào thân thể nó đều khiến cho lớp vảy vô cùng cứng rắn màu đỏ hiện ra từng vết dạn nứt. Không bao lâu, con thần lằn lửa có thực lực mạnh mẽ này đã bị thương trồng chất, nhiều lớp vảy lớn trên toàn thân vỡ vụn. Con thú này sớm đã định bỏ chạy, tiếc rằng hàn lập giống như giòi trong xương, căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Bùm, hàn lập lại đánh ra một quyền, kết quả con thần lằn lửa lúc này lại chẳng biết tại sao không tránh không né, nhận cú đánh thẳng vào người. Nó bắn ngược ra ngoài, văng mạnh vào một chỗ trên vách động. Chỗ nắm đấm đánh chúng là cả một mảng lớn vảy ra bị rách vỡ hoàn toàn, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc con thần lằn lửa chạm vào thành động, bỗng nhiên nó há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hòa vào thành động biến thành động thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy. Thân thể con thần lằn lửa bỗng nhiên trở nên mơ hồ, định chui vào trong nham thạch. Đúng lúc này, một ánh đao màu đen to lớn bắn nhanh tới, tưởng chậm nhưng rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở vết thương phía sau lưng nó. Một luồng lực lượng pháp tắc đổ xuống, hóa thành một luồng man lực khổng lồ đánh vào người con thần lằn. Con thần lằn to lớn màu đỏ mất đi lớp phải bảo hộ, thân thể lập tức bị ánh đao vô cùng mãnh liệt chém thành hai nửa rơi xuống phía dưới. Tiếp theo, ánh đao hơi mơ hồ chuyển một cái, chợt lóe ra hơn 10 ánh đao màu đen, quấy cho nguyên anh của nó không kịp thoát ra đến nát bét. Một tay hàn lập khẽ vẫy, trường đao màu đen bay vụt lại quay về con thằn lằn to lớn màu đỏ đúng là nguyên nhân dẫn đến thợ mỏ mạch khoáng nơi này mất tích kỳ thật thực lực của nó không tính là quá mạnh nhưng lớp phải trên người nó không thể phá vỡ ngoài ra nó có khả năng hòa tan mình vào bên trong mặt đất và vách núi phát động đánh lén làm cho người ta khó lòng phòng bị mặc dù là hắn cũng phải bỏ ra nửa tháng rút cuộc mới chặn được con thú này ở đây từ trong bụng con thú này từng khối tinh thể màu đỏ thẫm lớn bằng đầu người lăn ra Vương vãi đầy mặt đất, tinh thể hiện ra hình dáng hơi mờ, ở giữa lóe ra ánh sáng màu đỏ giống như một ngọn lửa. Nó tản mát ra sức nóng vô cùng, như là một cục than nung đỏ, chẳng qua độ nóng so với cục than cao hơn ngàn vạn lần. Cái này là Hỏa Nguyên tinh, Hàn Lập hạ xuống, nhặt lên một khối tinh thể, thì thào tự nói. Bàn tay của hắn tựa hồ không phản ứng chút nào với nhiệt độ cực nóng của tinh thể. Hàn Lập nhìn, rồi phất tay thu hồi Hỏa Nguyên tinh trên mặt đất ánh mắt của hắn lập tức đảo qua trên thân con thần lằn. Hắn khẽ vùng thanh hắc đao mấy lượt, chém vào móng vuốt tứ chi, rồi thu hồi chúng lại. Sau đó, thân hình hắn liền hóa thành một vệt thanh hồng, bay theo một phương hướng ra ngoài quạng mỏ. Hơn một năm sau, trách cửa đại điện Thái Huyền là thiên điện có một bóng người bước nhanh tới, đúng là hàn lập một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Nhìn kiến trúc trước mắt, hắn thở nhẹ ra một hơi. Hàn lập đã hoàn thành hai nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nốt một nhiệm vụ nữa, thời gian hơn 100 năm tiếp theo, hắn có thể an tâm đi làm chút chuyện của mình rồi. Hàn lập cất bước đi vào, đang định mở miệng nói chuyện, chợt khẽ giật mình. Trong điện vậy mà không có một bóng người, lão giả áo xám cũng không có ở đây. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quay người đi ra, thò tay ngăn cản một người hầu trẻ tuổi vừa từ ngoài điện đi qua. Bái kiến trưởng lão đại nhân, người hầu trẻ tuổi thấy hàn lập trong trang phục trưởng lão, vội vàng khom mình hành lễ. Người có biết trưởng lão thiên điện nơi này đang ở đâu không? Hàn Lập hỏi, a à, ngài nói đến trưởng lão hô ngôn, giờ phút này có lẽ người đang ở Bách Tử Sơn Trang trên ngọn Bách Tử. Người hầu trẻ khẽ giật mình, lập tức chỉ đến một ngọn núi gần đó. Từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một tòa kiến trúc ở trên đỉnh núi. Bách Tử Sơn Trang, Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia cổ quái, phất tay đuổi tên thanh niên đi. Sau đó, hắn không nói hai lời, bay thẳng đến đỉnh núi đó. Hắn rất nhanh hạ xuống ngọn núi, nhìn thấy một trang viện lớn cửa son tường trắng trước mắt, trên cửa viết bốn chữ to rồng bay phượng múa bách tửu sơn trang. Chỉ là nhìn bốn chữ có chút siêu vẹo, giống như là khi đang say mềm tùy ý viết ra vậy. Hàn lập trần trừ một chút, triển khai thần thức, lông mày cao lại. Quả nhiên lão giả áo xám đang ở trong đó, hắn sửa sang lại quần áo, đẩy cửa lớn bước vào. Trong nội viện có một cái sân vườn lớn, hai bên sân vườn có một loạt bồn hoa giống như bên trong thiên điện. Bên trong bồn gieo trồng các loại linh thảo, linh hoa, không chỉ giạt rào linh khí, mà còn tỏa ra từng làn hương thơm nồng đậm. Hàn lập đưa mắt nhìn qua, ánh mắt hơi sáng lên. Cách đó không xa có một cái bồn hoa bên trong là một cây linh thảo sáu màu, cao hơn người, có đầy các hạt đậu màu vàng trên cây. Những hạt đậu này hơi giống với binh đậu mà lúc trước hắn giành được trong tay hai tên đại thừa của thiên quỷ tông. Trong lòng hàn lập khẽ động, đánh giá một hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt. Hắn đi đến trước một thính đường trong sân, gõ cửa trưởng lão hô môn vãn bối lệ phi vũ cầu kiến nói xong hắn đứng đợi ở ngoài cửa sau một lát cửa phòng két một tiếng mở ra một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mặt trưởng lão hô môn đỏ lựng mắt lờ đờ say rượu như sắp ngủ lão ta cầm trong tay một chén rượu đầy tràn màu xanh tươi a à, lại là ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi sau khi trưởng lão hô môn không đếm xỉa gì cầm chén ngọc đẹp uống một hơi cạn sạch chật chập một cái lúc này mới nói Nói xong lão ta quay người lảo đảo đi vào bên trong, nằm xuống một cái ghế, cầm lấy bình rượu xanh ngọc bên cạnh, rót đầy chén ngọc trong tay, một lần nữa ngửa đầu uống. Thật là rượu ngon, trưởng lão hô môn trưởng khà một tiếng dài thỏa mãn. Hàn lập chậm rãi đi vào bên trong, nhìn lão đầu say khướt trước mắt, khẽ cau mày, nhưng tiếp theo liền giãn ra, mở miệng nói. Trưởng lão hô môn, tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một con thần lần lửa sắp đột phá chân tiên cảnh, chui vào hỏa vân lính, đã bị tại hạ diệt trừ rồi a à, ta đã nhận được tin tức, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, làm việc rất gọn gàng, trưởng lão hô ngôn cũng không thèm nhìn hắn, vừa nói chuyện vừa tự rót hai chén uống. Đa tạ trưởng lão tán thưởng, tại hạ muốn tiếp nhận thêm một nhiệm vụ nữa. Hàn lập chắp tay với lão giả, nói, tiểu tử, gấp cái gì, đã tu hành vạn năm, trải qua vạn kiếp nạn mới thành tiên, đạt được thọ nguyên vô thượng, người còn mong gì nữa. Là rời non lấp bể hay hô mưa gọi gió, hay còn muốn được người người kính ngưỡng, không cần tiêu giao tự tại giữa trời đất sao. Những thứ này chỉ như gió thoảng mây trôi, sao bằng được lão phu có một chén rượu ngon trong tay quên mọi yêu sầu. Đến đây, đến đây, uống cùng lão phu một chén rồi hãy nói chuyện khác. Trưởng lão hô ngôn cười ha ha một tiếng, không biết móc ra từ đâu một chén rượu khác, rót đầy, rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. Trong lòng hàn lập lúc này mặc dù không muốn chậm chế công việc, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngồi xuống, cầm chén rượu lên. Vậy làm phiền trưởng lão vậy thì đúng rồi đối tử đương ca tận hưởng lạc thú trước mắt đây mới là con đường tu tiên của lão phu cạn trưởng lão hô ngôn cầm chén rượu cụm một cái với hàn lập rồi uống một hơi cạn sạch nói hàn lập thấy vậy ngửa đầu uống cạn một hơi một chén rượu ngọc uống vào cổ họng vô cùng dễ chịu chỉ cảm thấy trước lạnh sau nóng trong đan điền lập tức xuất hiện một dòng nước nóng tràn ra tất cả xương cốt tứ chi toàn bộ cơ thể chợt cảm thấy vô cùng thư thái tê dại Loại cảm giác này giống như cảm giác bản thân lúc đang cưới mây đạp gió, nghe tiếng tiên nhạc lượn lờ bên tai. Một cảm giác thần tiên bồng bình lướt tới, rượu ngon, hàn lập bật thốt lên, ha ha, sảng khoái. Người phàm nói uống rượu có thể làm mất lý trí, sau khi say quá thật tình không biết sẽ làm gì. Đây gọi là thiên hạ có ba nghìn đại đạo, con người sinh ra có hàng trăm nỗi khổ. Có lẽ sau này chỉ có thể bỗng nhiên hiểu rõ, thay đổi nhận thức. Ta và ngươi mặc dù tu thành tiên, nhưng đạo này, cũng không hẳn đã lĩnh ngộ được. Đến đây, uống rượu, trưởng lão hô ngôn cười ha ha, lại rót một chén cho chính mình và Hàn Lập. Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng không khỏi khẽ động. Lão đầu này, nhìn như ăn nói bậy bạ, nhưng lại ẩn chứa thâm ý nào đó. Từ ngày trở về tiên giới, có thể nói hắn từng bước đều lo sợ, trong lòng lúc nào cũng mang theo một tia cảnh giác, không cách nào thản nhiên đối mặt với thói đời này. Loại cảm thụ này và ước mơ thành tiên nhân tiêu diêu tử tại lúc trước của hắn khác nhau một trời một vực. Loại cảm giác mất mát này và áp lực khi gặp lão đầu say rượu dường như bị đối phương dùng một chén rượu trong buổi nói chuyện này, làm hắn có cảm giác rộng mở, sáng tỏ, làm cho những điều chưa thông suốt liền hiểu rõ. Bản thân hắn từ một tiểu tử thôn dã, từng bước một tu hành đến nay, từng giây từng phút chịu áp lực, chẳng lẽ tu luyện liên tục cho đến khi bỏ mạng thì sự tồn tại của bản thân mình mới có ý nghĩa? Nếu như đã đắc đạo thành tiên, có thể sống cùng trời đất, hôm nay hắn lại đang ở trong đại tông môn, có được lãnh địa rộng trăm vạn dặm bản thân phải chăng cũng nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sung sướng hưởng thụ một chút. Ngoài ra, có lẽ nên buông một ít công siềng áp lực, tạm thời rời bỏ đại đạo một chút. Không, không đúng, hắn lắc mạnh đầu, ném toàn bộ những ý niệm này ra ngoài. Năm đó thời điểm mới vào tiên giới, có lẽ chính là vì nghĩ lầm đã thành đại đạo, có thể tiêu giao tiên giới mới khiến cho bị người ám toán, trọng thương mất trí nhớ, bị mất thanh trúc phong vân kiếm và giải đạo nhân nếu không với bản tính vô cùng thận trọng của hắn sao có thể ngã một cú đau như vậy bản thân hắn hôm nay vừa mới đứng vững sao lại có thể buông lỏng cảnh giác dẫm lên vết xe đổ khiến tu vi vạn năm bị hủy trong một buổi sáng được tiên giới nhìn như thiên hạ thái bình kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt nguy cơ tứ phía bản thân nhất định phải càng thêm cẩn thận ngày sau mới có cơ hội thành tựu đại đạo những ý niệm này lóe lên trong lòng làm lưng hắn đổ mồ hôi lạnh đồng thời niềm tin trong lòng bất chi bất giác trở nên kiên định hơn Tiền bối, đây là rượu thanh lê, quả nhiên là rượu ngon cực phẩm. Hàn lập bưng chén rượu lên uống, lần nữa khen lớn, nhưng ánh mắt lại trở nên thanh minh. Giờ phút này, bên tai tiên nhạc lả lướt cũng chẳng biết lúc nào không còn nghe thấy nữa. chương 222, Tử Phùng Chi Kỳ. Ồ, tiểu tử ngươi cũng có hiểu biết về rượu à? Trưởng lão hô ngôn khẽ di một tiếng, thoáng kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lập. Không dám nói là hiểu, chỉ biết sơ sơ mà thôi. Hàn Lập cười nói, hắn vốn biết không nhiều lắm về rượu chẳng qua là năm đó trên đường đi qua đại dương lôi bạo thường xuyên bị tôn khắc lôi kéo uống rượu tôn khắc lại biết quá tường tận về các loại rượu thành ra mưa dầm thấm lâu nên hắn có hiểu được một ít mà loại rượu mà lão nhân này vừa rồi cho mình uống trùng hợp loại rượu mà tôn khắc mời hắn uống lúc trước chẳng qua là khi đó uống cũng không có cảm mộ như hôm nay tốt tốt ta xem tiểu tử ngươi có chút thuận mắt không nghĩ tới cũng là đồng đạo thật không thể tốt hơn đến đây đến đây uống cùng lão phu vài chén trưởng lão hô môn mừng rỡ đứng dậy đi vào phía trong phòng lúc lão đi ra hai tay đã cầm bảy tám bầu rượu và các chén uống rượu khác nhau lão thành thục đặt từng cái lên trên mặt bàn những bầu rượu này có đủ loại kiểu dáng chén rượu thì càng đặc sắc hơn từng loại như chén đồng chén ngọc chén mộc chén thạch chén kim từng chén rượu còn được khắc những đồ án quái dị tưởng như chỉ là phù văn trang trí bình thường hàn lập đưa mắt nhìn qua chỉ phát hiện những chén uống rượu này đều là những kiện pháp bảo, còn về phần có công hiệu gì thì hắn không biết được. Trưởng lão hô ngôn lấy ra nhiều chén khác nhau như vậy, chẳng lẽ mỗi một chủng rượu còn phải được phối hợp với chén uống rượu riêng? Hàn lập nhìn rượu ngon chứa trong chén rượu rực rỡ muôn màu, trong lòng cũng nổi lên một tia hứng thú, cười nói. Tất nhiên, tựa như ngựa tốt phải có yên tốt, đạo uống rượu cũng là như thế. Chỉ có rượu ngon, mà đồ uống rượu không tương xứng thì vị cũng sẽ giảm đi ba phần ví dụ như thanh lê tiên tử này màu xanh bích, cần phải uống với chén ngọc thiên thanh, còn như hũ hồng tang tiên tử này nổi tiếng với mùi thơm ngát, cần phải dùng chén thanh đằng vạn niên để uống nó, mới có thể tăng thêm mùi vị. Trưởng lão hô ngôn hớn hở, lớn tiếng kể về các loại rượu ngon nào thì xứng với chén rượu đó. Hàn lập nhẹ gật đầu, bưng chén rượu hồng tang lên ngửi, lúc trước trên phi thuyền vượt biển, hắn và tôn khắc đã uống qua loại rượu này. Nhấp thử một ngụm, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Ngày đó hồng tang tiên tử, chính là vật chân quý tôn khắc luôn đem theo bên mình, so với rượu trước mắt tuyệt không kém. Chỉ là, chén rượu trước mắt này có mùi rượu thơm ngát hơn xa chén rượu khi uống cùng tôn khắc lúc trước. Hàn lập lại uống một hớp, nhấm nháp thưởng thức, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Chén thanh đằng này mơ hồ có mùi thơm của gỗ hòa cùng mùi rượu khiến cho mùi vị rượu này tăng lên rất nhiều. Hồng tăng tiên tử này chính là chế biến từ quả hồng tăng nghìn năm. Quả này là linh tài thuộc tính hỏa, chén thanh đằng lại ẩn chứa mộc khí, mộc sinh hỏa quả nhiên tử vị tăng rất nhiều, mặt hắn lộ vẻ khâm phục, trưởng lão hô ngôn dù lúc trước có nói rõ đạo lý nhưng trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Giờ phút này lão mới vững tin vào lời nói lúc trước không uổng. Không tệ, không tệ, tiểu tử thật tinh mắt, ngươi lại nếm thử tiếp hồ lưu quang tiên tử này. Trong mắt trưởng lão hô ngôn hiện lên một tia tán thưởng, cầm một bầu rượu màu trắng, rót ra một chén màu hổ phách, nước rượu óng ánh hào quang tràn ngập các màu. Sau đó, Hàn Lập liên tiếp nếm vài loại rượu ngon, quả nhiên đều là rượu ngon khó gặp hắn tuy chỉ biết một chút tử đạo nhưng lại là một người lắng nghe vô cùng tốt với bộ dạng khiêm tốn hiếu học khiến cho hô ngôn chân nhân liên tục gật đầu vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm những rượu này không phải loại tầm thường đều được xem là tiên tử đối với tu hành rất có ích chẳng qua tu vi hàn lập dù sao cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ uống nhiều như vậy trong đan điền đã hỗn tạp vô cùng chỉ sợ thời gian tới sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện hóa hoàn toàn sau khi suy nghĩ một chút hắn bèn dừng uống. Trưởng lão hô ngôn thì cứ một ly tiếp một ly, uống liên tục, hiển nhiên tu vi cao hơn hàn lập không ít. Trưởng lão hô ngôn có thể dừng một lát được không? Tại hạ còn có chút sự tình muốn bẩm báo. Hàn lập chờ dây lát, thấy đối phương không có ý dừng lại, nên đành mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự là mất hứng, được rồi, có dám thì mau thả đi. Trưởng lão hô ngôn lườm hàn lập một cái, hừ một tiếng, ngồi dậy. Hàn lập cười một tiếng, lấy ra một cái pháp khí chữ vật, đưa tới số lượng hỏa nguyên tinh khai thác gần 10 năm ở hỏa vân lĩnh đều ở bên trong này. Trưởng lão hô ngôn nhận lấy, thần thức hơi quét qua, rồi ném qua một bên. Lão lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh, vẽ nghịch ngoạch vài cái ở phía trên. Trưởng lão hô ngôn, tông môn tựa hồ rất coi trọng hỏa nguyên tinh này, không biết vật này có tác dụng gì. Tại hạ tuy thấy bên trong nó có chứa hỏa lực tinh thuần, nhưng rất yếu ớt, khác rất nhiều so với khoáng thạch thuộc tính hỏa bình thường nhưng lại có vẻ giống linh thạch. Hàn lập nhìn pháp khí chữ vật, như tùy ý hỏi. Chỉ là một loại nguyên liệu dùng luyện chế tiên nguyên thạch mà thôi. Trưởng lão hô ngôn cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi, luyện chế tiên nguyên thạch. Cần dùng đến hỏa nguyên tinh này sao? Trưởng lão hô ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết trận pháp cửu chuyển tiên nguyên? Trận cửu chuyển tiên nguyên, hàn lập mặt lộ vẻ mờ mịt, cái tên này hắn thực sự không biết. À, Người hẳn là vừa mới gia nhập bổn tông không lâu. Người xuất thân nơi nào? Trưởng lão Hồ Môn liếc mắt dò xét hàn lập, hỏi. Trưởng lão thật tinh mắt, lệ mỗ vừa mới gia nhập tông môn, còn chưa đến trăm năm, xuất thân từ một đảo nhỏ vắng vẻ ở đại lục hoang lan. Tâm niệm hàn lập hơi đổi, nói ra, khó trách, đại lục hoang lan vô cùng vắng vẻ, đúng là ít ai biết. Về trận cửu chuyển tiên nguyên này, chính là một trận pháp tụ nguyên có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn tiên vực. Trận pháp này có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ linh lực của 100 khối linh thạch cực phẩm thành một thể, hóa thành một miếng tiên nguyên thạch. Trưởng lão hô Môn tiếp tục nói, thì ra là thế, khó trách tiên nguyên thạch tại đại lục hoang lan hiếm thấy như vậy. Trong khi ở tông môn lại nhiều hơn không ít, hàn lập hít sâu một hơi, thì thào nói ra, đó là tất nhiên, trúc lòng đạo ta há lại là nơi mà đại lục hoang lan có thể so sánh. Trưởng lão hô Môn ngạo nghễ nói, đang lúc nói chuyện, lão ta lật tay thu ngọc sách vào, lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra, bấm tay một cái. Bên trong lập tức được thêm vào 180 điểm công trạng. Đa tạ trưởng lão hô ngôn, phiền trưởng lão tốn thêm chút thời gian, bố trí cho tại hạ một nhiệm vụ trước, rồi từ từ thưởng thức rượu ngon cũng không muộn. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, lần nữa chắp tay nói. Khó có thời gian được lười biếng một chút, tiểu tử ngươi lại cứ lải nhải dài dòng. Trưởng lão hô ngôn trừng mắt với Hàn Lập, lấy sách nhiệm vụ ra, nhanh chóng lật xem vài trang. Lão ngừng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn hàn lập nói ngươi gấp gáp như vậy muốn làm xong ba nhiệm vụ rồi trở về tu luyện hả nếu như thế nhiệm vụ này thích hợp với ngươi không lâu lắm chỉ cần mấy tháng thời gian là đủ là nhiệm vụ gì hàn lập nghe vậy vui vẻ đệ tử nội môn muốn tấn cấp thành đệ tử chân truyền cần phải thông qua thí luyện nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản chính là âm thầm hộ tống một ít đệ tử nội môn tham gia thí luyện đệ tử chân truyền trưởng lão hô ngôn giải thích âm thầm hộ tống Hàn Lập khẽ giật mình. Không sai, những đệ tử nội môn cần phải dựa vào thực lực bản thân vượt qua thí luyện, trong những tình huống bình thường cũng không được xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên, trong thí luyện chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều, cho nên mới phải phái một ít trưởng lão chân tiên âm thầm đi theo. Trưởng lão hô ngôn nói ra, thì ra là thế, tại hạ đã minh bạch, khi nào nhiệm vụ này bắt đầu. Hàn Lập gật đầu hỏi, thời gian thật đúng là vô cùng trùng hợp, là ba ngày sau. Đến lúc đó người đi điện Triều Dương, sẽ có người ở đó báo cho ngươi biết công việc cụ thể. Trưởng lão hô ngôn lắc đầu, nói, vâng, đa tạ trưởng lão, hàn lập hơi trầm mặc trên mặt vẻ cảm kích nói. Lão đầu mê rượu say khướt này tuy miệng lưới cay nhiệt, nhưng đối với hắn không tệ, an bài nhiệm vụ thứ ba này cũng không tính là khó khăn. Tạ ơn thì không cần, sau này nếu có rãnh rỗi thì tới đây uống cùng lão phu vài chén là được rồi. Trưởng lão hô ngôn khoát tay áo, nói, nhất định, hàn lập cười cười, lập tức đứng dậy cáo từ ra cửa phòng, hắn đi ra phía bên ngoài, dọc đường đến chỗ cây đậu hạt màu vàng, không khỏi dừng lại, đánh giá vài lần. Như thế nào, người cũng hiểu được đạo binh, âm thanh trưởng lão hô ngôn vang lên, người này chẳng biết từ lúc nào mà đã đến sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, bị người tiếp cận gần như thế, bản thân lại không phát hiện. Nhưng khi xoay người lại, trên mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh, nói. Chỉ là có nghe qua, xem ra trưởng lão hô ngôn rất tinh thông thuật đạo binh này đó là tất nhiên, nếu bàn về đạo binh, lão phu nhận thứ hai, thì trong chúc lòng đạo không ai dám nhận thứ nhất. Trưởng lão hô ngôn vẫn trong bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung, khẩu khí lại càng thêm ngạo nghế. Tại hạ rất có hứng thú với đạo binh, chỉ là rất ít người tinh thông đạo này để có thể thỉnh giáo. Không biết trưởng lão có thể chỉ điểm một chút hay không? Tại hạ tất nhiên, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, chắp tay nói, muốn học thuật đạo binh của ta không được, không được. Ta sẽ không dạy người cái này, đừng hy vọng trưởng lão hô môn không chờ hàn lập nói xong lập tức lắc đầu cắt lời hắn cái này thật là không thể thương lượng sao trưởng lão hàn lập chưa từ bỏ ý định hỏi trưởng lão hô môn đang định từ chối nhưng chợt nhớ tới vừa rồi hai người nâng cốc trò chuyện vui vẻ lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào thâm ý nói cái này cũng không phải là hoàn toàn không được cuộc đời lão phu có hai niềm đam mê thứ nhất là rượu thứ hai chính là thuật đạo binh này nếu ngươi có thể tìm được phương tử của tiên tử tốt hơn so với những thứ có trong tay lão phu thì cũng không phải là không thể thương lượng lão ta tìm kiếm cất chứa rượu ngon khắp nơi trong vô số năm chỉ sợ trên toàn bộ bắc hàn tiên vực cũng không có mấy người hơn lão hàn lập nhìn gương mặt tự tin của trưởng lão hô ngôn ngầm thở dài hắn tuy rằng biết không nhiều lắm về tử đạo cũng nhìn ra được trưởng lão hô ngôn cực kỳ tinh thông đạo này những tiên tử vừa rồi không có loại nào mà không phải là rượu ngon tuyệt thế đi đâu mà tìm tiên tử tốt hơn chứ? Trưởng lão hô ngôn xem ra thật sự không muốn truyền thụ thuật đạo binh rồi. Vâng, tại hạ tất nhiên sẽ dụng tâm đi tìm, mong rằng trưởng lão đến lúc đó chưa có đổi ý. Hàn lập hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng hắn cũng không bỏ qua, cùng lắm thì tuyên bố nhiệm vụ trong vô thường minh, ra một giá lớn, nghĩ đến có lẽ cũng không quá khó. Hừ, lão phu từ trước đến nay nói là làm, tiểu tử không cần khích tướng. Nếu ngươi thực sự có thể tìm được tử phương, ta truyền cho ngươi thuật đạo binh nào có ngại gì. Trưởng lão hô ngôn hừ một tiếng, nói, tiểu bối phải cáo từ rồi. Hàn lập mỉm cười, chắp tay cáo từ, quay người, lướt đi. chương 223, dấu vết, sau khi rời bách tử Sơn Trang, Hàn lập quay thẳng về mật thất trong động phủ của mình. Sau đó, hắn mở toàn bộ cấm chế động phủ ra, rồi khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước một hơi hoàn thành hai nhiệm vụ chấp sự, tuy rằng không quá khó khăn, nhưng là ngựa không dừng vó làm cho cơ thể hắn mệt mỏi. Hiện tại, hắn có ba ngày nhàn rỗi, chính là lúc luyện hóa tiên tử uống ở chỗ lão đầu hô ngôn một phen, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Hàn lập vừa nhắm mắt không lâu, bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt hơi đổi. Vòng tay chữ vật trên tay hắn không hề có dấu hiệu, đột nhiên kịch liệt rung lên. Không đợi hắn làm gì, một đạo hắc quang xuất hiện, từ bên thanh trường đao màu đen tự động bay ra, rồi lập tức biến thành một hắc ảnh, nhanh như điện vào tới phía xa. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Hàn Lập cũng không kịp ngăn trường đao bay ra, nhưng lập tức phản ứng, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong mật thất lập tức hiện ra vô số hào quang màu xanh, ngăn đường đi của trường đao màu đen lại. Một tiếng phần phật, mặt ngoài trường đao màu đen tỏa sáng hắc quang, phát ra tiếng như dã thú gào thét. Ánh đao đen kịt phun ra nuốt vào bất định, chém vào từng đạo màu xanh dáng chiều, nhưng tốc độ cũng đã chậm lại một chút. Trên thân Hàn Lập tỏa kim quang rực rỡ, chân ngôn bảo luân trong nháy mắt xuất hiện, gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 trượng chung quanh, gồm cả trường đao màu đen trong đó. Tốc độ trường đao lập tức chậm lại, hơn nữa còn chậm gấp 3 lần, rồi lại bị một cỗ hấp lực vô hình cuốn tới, bắn ngược trở về, rơi vào trong tay Hàn Lập. Ông ông, trường đao màu đen phát ra thanh âm rung động mãnh liệt, không ngừng giãy giụa, nhưng năm ngón tay Hàn Lập nắm chặt như gọng kìm, không cách nào dẫy ra được. Đây là chuyện gì? Hàn Lập thấy vậy, trao mày, Trường đao màu đen vốn thuộc về phương bản đã chết, trong mấy năm qua sớm được hắn cẩn thận luyện hóa qua một lần, hôm nay sao lại xuất hiện dị trạng như thế? Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, thần thức khổng lồ bao trùm, tìm kiếm bên trong hắc đao. Sau một khắc, sắc mặt hắn một lần nữa trầm xuống. Trường đao màu đen hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, bên trong nổi lên từng luồng lực lượng vô hình, ngăn cản thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập. Hừ, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang. Một luồng lực lượng thần thức to lớn tuôn ra, biến thành một kiếm ảnh hơi mờ, dài hơn thước, sau đó chém vào bên trong hắc đao. Một tiếng xoẹt, kiếm ảnh dễ dàng chém đứt luồng lực lượng vô hình kia. Cái này chính là vô ảnh kiếm, là thần thông niệm kiếm quyết. Thần thức Hàn Lập chui vào trong trường đao màu đen, xuyên qua tầng tầng cấm chế, rất nhanh đến chỗ cấm chế sâu nhất. Hắn thấy hoa mắt, rồi lại xuất hiện trong một không gian màu đen. Nơi này có vô số đường vân màu đen trải rộng, giống như vô số mạng nhện chằng chịt ngừng tụ thành một trận pháp phức tạp rất lớn. Trong trận có một trận đàn màu đen, một vòng hắc quang vặn vẹo lơ lửng bên trong trận đàn, chấp động không thôi, trận văn chung quanh giường như hô ứng, cũng chấp động liên tục. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng chấn động, hắn đoạt được hắc đao, rồi tỉ mỉ tế luyện, thần niệm cũng đã từng qua chỗ này. Nhưng lúc đó trận văn nơi này không phức tạp như vậy, chỉ đại khái bằng một phần ba, căn bản không có khí tượng như lúc này. Tình hình bây giờ chỉ sợ mới là cấm chế hạch tâm trong hắc đao hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vòng hắc quang kia. Vòng hắc quang kia như nhận biết được, lóe lên hào quang, hiện ra một gương mặt mờ ảo, nhìn lại hàn lập. Gương mặt này khá mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt hơi rõ ràng hơn một chút, vừa nhỏ vừa dài, giống như đao phong, lộ ra một tia phẫn nộ, cuồng ngạo. Hàn lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, gương mặt này tuy rằng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là của phương bàn. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức giật mình, xem ra chủ nhân thực sự của hắc đao không phải là phương bàn, chỉ sợ là phương bàn mượn của người này. Hắn tuy rằng đã tỉ mỉ tế luyện qua, nhưng nếu chủ nhân hắc đao sử dụng thủ đoạn che giấu, tự nhiên hắn không cảm ứng được. Không tốt, thần tình hàn lập đột nhiên biến đổi, chủ nhân trường đao màu đen lúc này đột nhiên kích phát ấn ký trong thân đao, chỉ sợ là cảm ứng được vị trí cụ thể của hắc đao, sẽ tới đoạt về. Nếu thật sự là kẻ này tìm tới, như vậy phiền toái lớn rồi. Hàn lập nghĩ đến đây, miệng thét to một tiếng. Sau một khắc, trên không pháp đàn màu đen lóe lên tinh quang, một kiếm ảnh to lớn hơi mở hiện ra, chém mạnh về phía vòng hắc quang. Mặt người hơi mở cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên rồi biến thành một vòng xiềng xích đen kịt óng ánh, có vài phần tương tự cách nguyên pháp liên, hướng về phía kiếm ảnh. Cả hai va mạnh vào nhau, một tiếng giặc giặc, xiềng xích màu đen bị kiếm ảnh chém thành hai đoạn, lập tức bục một tiếng hóa thành vô số ánh quang màu đen, tiêu tán đi. Trận văn trong không gian màu đen lập tức dừng lập lòe, khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, trường đao màu đen cũng ngừng rung động lắc lư, quang mang sáng bóng đều tản đi, thoạt nhìn vô cùng ôn thuần, tựa hồ đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà Hàn Lập lúc này cũng không có biểu lộ vui mừng, thần niệm chuyển một cái, nhìn về phía pháp đàn màu đen. Bên trong pháp đàn khắc rõ một ấn ký giống ký tự mà không phải ký tự, tựa vẽ mà không phải vẽ, tản mát ra linh quang yếu ớt. Ấn ký bản mệnh, hắn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm thúc dục, trên không pháp đàn một lần nữa lóe lên, hiện ra một đường kiếm ảnh trong suốt chém rất mạnh lên ấn ký keng kiếm ảnh trong suốt như bổ vào sắt đá bắn ngược trở lại ấn ký bản mệnh chỉ khẽ run lên rồi lập tức khôi phục như cũ vững như bàn thạch không thể phá vỡ sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống ánh mắt lập lòe bất định không tiếp tục công kích nữa mà thu hồi thần niệm lại hắn nhìn trường đao màu đen đang nắm trong tay thần tình âm tình bất định ngay lúc thần niệm hàn lập xâm nhập trường đao màu đen muốn xóa đi ấn ký trong đó đồng thời cách đại lục cổ vân không biết bao nhiêu ức vạn dặm một con hạc lớn màu đen to chừng mấy trăm trượng hai cánh giang rộng bay về phía trước toàn thân hạc mọc đầy lông sắt đen kịt lông trên đỉnh đầu lại có màu vàng giống như mũ vàng mặt ngoài lông chim màu đen trên thân hạc có ánh lửa như ẩn như hiện càng nồng đậm ở hai bên cánh màu đen mơ hồ ngưng tụ thành hai cái cánh lửa to lớn màu đen con hạc khổng lồ vỗ hai cánh rất nhanh mỗi lần vỗ như thuấn di mấy trăm dặm về phía trước nhanh kinh người một đại hán thân cao gần trượng sắc mặt khô vàng đầu đội cái bảo vệ chán bằng đồng xanh mặc áo bảo màu vàng đang khoanh chân ngồi trên lưng con hạc khổng lồ màu đen quanh người đại hán có một trận kỳ màu vàng lơ lửng chừng hơn trăm cán cờ nở rộ hào quang màu vàng minh mông tạo thành một trận pháp màu vàng to khoảng 10 trượng chợt sáng chợt tối lập lòe bất định từ từ chuyển động hai tay gã bấm niệm pháp quyết vô số phù văn màu vàng liền mạch từ trong tay bay ra không dứt xoay quanh trên không trung một hồi sau đó nhanh chóng chui vào xung quanh trận pháp tựa hồ đang trong quá trình thi triển bí thuật gì đó một tiếng ầm đại trận màu vàng chấn động mạnh một cái ầm ầm vỡ vụn ra các cây cờ trong trận kỳ bay tứ thán sắc mặt đại hán hơi trắng nhợt mở mắt đáng chết hai mắt đại hán nhíu lại bắn ra hai tia lãnh mang khẽ quát một tiếng gã phất một tay lên những cây cờ bay ra bốn phía đều xoay quanh hội tụ trở về rồi chui vào bên trong thiên linh cái không thấy bóng dáng chủ nhân không thể tìm được vị trí kẻ nọ sao. Con hạc khổng lồ màu đen chợt mở miệng, phát ra tiếng bén nhọn. Hừ, còn thiếu chút nữa, chẳng qua cũng đại khái cảm ứng được phương hướng vị trí tên tiểu tử kia rồi. Cái tên phương bàn phế vật này, chết thì chết đi, còn vứt bỏ hắc đế đồ tiên nhận của ta. Đại hán giữ tận, hừ lạnh nói. Phương bàn chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lụa dựa vào sư môn, sao có thể so sánh cùng chủ nhân người. Con hạc khổng lồ khinh thường nói bất kể thế nào thì hắc đế đầu tiên nhận cũng là bổn mạng tiên khí của ta vạn lần không thể bị mất sớm biết như vậy năm đó ta không nên tin vào lời của tên tiểu tử phương bàn kia mà cho y mượn bảo vật này đại hán có chút ảo não nói lại nói tên hàn lập này thật đúng là mạng lớn năm đó không chỉ không chết trái lại bây giờ còn tiêu diệt tên phương bàn tuy nhiên hiện tại chủ nhân ra tay nếu tìm được tiểu tử kia còn không phải muốn bóp chết thì bóp chết sao con hạc khổng lồ màu đen nịnh nọt, cười nói, trên thân tiểu tử này rốt cuộc không biết cất dấu bí mật gì, mà lại làm cho phương bản cố chấp như vậy. Ta rất hiếu kỳ, tóm lại không thể để cho lão quỷ kia biết được, nếu không thì không còn gì cho chúng ta. Đại hán giữ tợn, lạnh lùng nói, áo bào màu vàng trên thân phồng lên, một luồng khí tức khổng lồ lan ra. Không khí phụ cận ông ông run rẩy, phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng liên tiếp. Con hạc khổng lồ màu đen cảm ứng được khí tức đáng sợ trên thân đại hán tỏa ra, Đầu cúi thấp, thân thể nhịn không được nhẹ run, tốc độ liền nhanh hơn một chút. Hàn Lập nhìn trường đao màu đen trong tay, ý niệm khẽ động. Mười ngón hắn khẽ động, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh trong tay lập tức bộc phát chói mắt, hóa thành một phù văn màu xanh to như cái đấu, chui vào bên trên hắc đao. Mặt ngoài hắc đao lập tức hiện ra từng đồ án phù văn màu xanh, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt lan ra khắp hắc đao. Trường đao màu đen giờ phút này thình lình biến thành một thanh trường đao màu xanh không hề phát ra một tia khí thức nào. Đây là một thuật phong bảo mà trước kia hắn học qua, chuyên môn dùng để phong ấn pháp bảo. Sau khi làm xong, Hàn Lập lại lấy ra một hộp dài màu đen, cũng là một kiện bảo vật, mặt ngoài chấp động linh quang, mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức khó hiểu. Hắn cất trường đao màu đen vào trong đó, rồi lật tay lấy ra mấy tấm phù lục phong ấn, dán tất cả lên trên hộp màu đen. Hàn Lập nhìn hộp màu đen trong tay, nhíu mày, tuy rằng hắn phong ấn nhiều như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc, có thể ngăn cách hoàn toàn đao này với cảm ứng của chủ nhân nó. Nói cách khác, nếu như tiếp tục giữ lại vật này bên người thì sẽ rất mạo hiểm, có khả năng có người tìm tới tận cửa. Tuy rằng không biết chủ nhân đao này có quan hệ như thế nào cùng phương bàn, nhưng có thể khẳng định với hắn là địch không phải bạn. Cũng không biết kẻ nọ lúc trước tế luyện đao này đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì, có thể khiến cho ấn ký trong đó ngoan cố như thế. Theo như Hàn Lập đoán, với tu vi và thủ đoạn của hắn hiện tại, muốn triệt để xóa đi ấn ký, phải dùng chân hỏa luyện hóa tối thiểu cũng mất thời gian trăm năm trở lên mới hết được. Đáng tiếc rằng nếu tốn thời gian dài như vậy thì không tránh khỏi thiệt hại quá lớn, điều này làm cho hắn không khỏi khó xử. Chương 224, Di họa Giang Đông. Được rồi, nếu vật này đã là mầm hỏa, lại còn lãng phí thời gian, thế thì cứ bán nó đi. Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lập rốt cục lẩm bẩm, tự quyết định. Thanh trường đao màu đen này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng sự an toàn của hắn còn trọng yếu hơn. Trong lòng đã quyết Hàn Lập không trần chờ nữa, lật tay lấy ra mặt nạ đầu trâu màu xanh đội lên đầu. Vô số thanh quang nổi lên, ngưng tụ thành một màn sáng to lớn màu xanh. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía khu giao dịch, mở ra một nhiệm vụ giao dịch. Bán ra vật phẩm trong vô thường minh có hai loại phương thức. Một là công khai hình ảnh đồ vật bán trong nhiệm vụ, nói rõ mục đích mình bán ra, nếu có người muốn mua vật này, có thể từ từ trao đổi giá tiền. Hai là báo thẳng một mức giá, xem như phát giá thành giao. Hàn Lập không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, niêm yết mức giá 50 khối tiên nguyên thạch. Với phẩm giai và uy lực của trường đao màu đen thì giá này không coi là cao, thậm chí có thể nói là hơi rẻ. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng bán đao này, thoát khỏi phiền toái. Đối với sự việc trong đao vẫn còn lưu lại ấn ký bản mệnh, hắn cũng không giấu giếm. Vô Thường Minh vốn là một tổ chức trong bóng tối, loại việc thủ tiêu tang vật thì nhiều vô số kể. Nếu không nói rõ ràng ngược lại sẽ tạo ra hiểu lầm nghi kỵ không nhỏ dù sao tu tiên giới vốn không thiếu chuyện giết người đoạt bảo ai đạt đến trình độ nhất định mà trên thân không có mấy món bảo vật dính máu chứ cho nên giao dịch trong minh người mua sẽ không chủ động truy cứu nguồn gốc đồ vật chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người không tiếc tiền của mà lựa chọn gia nhập vô thường minh hàn lập đặt hộp gỗ màu đen ở trung tâm màn sáng trên truyền tống trận quang mang lóe lên hộp gỗ biến mất không còn tâm tích mắt thấy cảnh này dù trong lòng của hắn hiện lên một tia không nỡ nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều hắn đang muốn gỡ mặt nạ xuống chợt nghĩ tới một chuyện tại một khu vực lại ban bố một nhiệm vụ tìm kiếm phương tử của tiên tử lão đầu hô môn ở bách tử sơn trang có nhiều vô số kể rượu ngon muốn tìm được rượu ngon cho lão quả thật không hề dễ dàng nhưng hắn thử thời vận xem sao làm xong những chuyện này hàn lập gỡ mặt nạ xuống thở nhẹ ra một hơi lúc này mới chân chính thả lỏng tinh thần vừa rồi thi pháp một hồi lúc này tinh thần hắn thật sự có chút mỏi mệt, liền nhắm mắt lại. Sau một lát, trên người hắn nổi lên thanh quang nhàn nhạt, nhạt, Hai ngày thoáng cái đã trôi qua, khi mở mắt, Hàn Lập cảm thấy thần thanh khí sảng, tất cả mệt nhọc đều tan biến sạch sẽ. Hắn liền lấy ra mặt nạ vô thường minh đội trên đầu, dò xét một chút, không có bất ngờ nào xảy ra, quả nhiên trường đao màu đen đã được người ta mua đi rồi. Phiền phức này cuối cùng đã được ném ra ngoài, Hàn Lập vừa kiểm đếm 50 miếng tiên nguyên thạch, vừa lẩm bẩm về việc người mua được đao này có bị chủ nhân đao đuổi kịp hay không thì không phải chuyện hắn cần quan tâm. Dù sao có thể dùng 50 miếng tiên nguyên thạch mua được một thanh hậu thiên tiên khí phẩm dai không thấp, cũng coi là nhặt được một món hời lớn, vì chuyện này đương nhiên phải trả giá một chút. Trường đao màu đen mặc dù đã bán được, nhưng tử phương hắn cần mua vẫn không có tin tức. Hàn lập vốn không có ôm hy vọng quá lớn với việc này, liền thu hồi mặt nạ lại. Sau đó, hắn đi thẳng vào mật thất, lúc này trời vừa mới tờ mờ sáng, một phần mặt trời chậm chậm mọc lên từ hướng đông bắt đầu chiếu rọi hào quang màu vàng khắp đại địa các nơi tuyết trắng mênh mang trên dãy núi trung minh hiện ra một tầng ánh vàng nhìn chói lọi không gì sánh được đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường hắn hít không khí trong lành vào một hơi khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái hôm nay đã là ngày thứ ba hắn cũng nên đi điện triều dương mặc dù nhiệm vụ hộ tống lần này hẳn không có gì nguy hiểm nhưng với sự cẩn thận của mình hắn lại sắp xếp các loại đan dược vật phẩm trên thân lại một lần sau khi thấy không có bất kỳ thiếu sót gì, lúc này hắn mới độn quang bay khỏi ngọn núi Xích Hà. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đi ra từ lâm truyền các, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước, sau một lát đi vào một tòa đại điện màu vàng óng. Đại điện cao mười mấy trượng, nguy nga hùng vĩ, hai bên cửa lớn đều có đồ án mặt trời, trên cửa treo một tấm biển viết ba chữ to điện Triều Dương. Trong điện giờ phút này đã có không ít người tới, nhìn phục sức đều là đệ tử nội môn, đứng thưa thất ở trong điện, tựa hồ đang chờ đợi điều gì ngay lúc hàn lập do dự đã nên vào hay chưa thì một nam tử thanh niên mặc trang phục chấp sự khuôn mặt vuông vức từ một bên cửa lớn đi ra chắp tay nói các hạ là lệ phi vũ lệ trưởng lão hàn lập nhẹ gật đầu tại hạ phương vũ chính là chấp sự điện triều dương xin mời lệ trưởng lão đi theo ta thanh niên mặt chữ điền mỉm cười đi đến một bên cửa điện triều dương